Sức mà đang ăn là xíu này. Ra nữa, nữa, rồi được rồi. Lô mấy chị vô lại giùm em nha. Rồi, vô lại giùm em. Hello chị Hồng Nguyễn. Bức xúc quá mấy chị ơi. Đưa đây giùm em bốn bộ đó với. Rồi, bây giờ cái bộ cái cục này hồi nãy là bao nhiêu đây? Cái cục này hồi nãy là bao nhiêu? Bốn bộ tới một chùm mốt. Bây giờ em trang tặng cho mấy chị 50.000. Chơi không? Chia sẻ like lên cho em. Chơi không? Trời ơi là trời tên gì đây? Dung Lê nè. Dung Lê đưa giùm em cái món bánh lạnh 0948 à 0947890080. Nè mấy chị coi nè, ác nhân dễ sợ chưa? Đây, mấy chị thấy rõ ràng ràng luôn. Rồi chia sẻ like lên giùm em trang được không mấy chị yêu? Nha. Chia sẻ like lên giùm em. Mấy chị comment giùm em trang là 50.000 bốn bộ đồ kèm số điện thoại cộng phí ship là mình có đơn hàng cho em. Trời ơi là trời, ai không có khả năng mua đi em tặng cho nhá. Đừng bom hàng em trang, tồi lắm mấy chị ơi. Quay nè mấy chị. Trời ơi là trời, qua cái bộ đồ mà nó đẹp như thế này, thun lưới. Thun lưới để quay hàng gì đây nha. Trời ơi là trời, hàng cổ tim. Trời ơi biết bao nhiêu chị thích cái lô này. Bây giờ em trang tặng luôn 50.000 bốn bộ cục này, em trang xin hứa luôn. Trang mà nói điều là Trang không có ngồi đây, Trang bán hàng cho mấy chị luôn. Cái bộ này là bây giờ Trang mới đăng lên luôn, Trang mới đăng lên luôn á. Số lượng là 1.000 bộ đây nha. Chị nào mà không có khả năng mua thì inbox em ơi, em tặng cho nha. Chứ đừng đến khi mà mua hàng cho đã sướng mồm sướng miệng quá, mấy chị bom em. Quá tội nghiệp em luôn mấy chị, thật sự bức xúc dễ sợ luôn mấy chị. Đây đây đây, đưa giùm em đi. Đâu rồi? Mấy chị comment dùm em trang đúng cú pháp dùm em trang là 50.000 bốn bộ kèm số điện thoại và cộng phi ship cho em trang. Ok không mấy chị? Hôm nay Trang nói thật, chơi là chơi tới bến luôn. Không chơi thì thôi mà đã chơi là chơi tới bến. Đặc biệt bên nhà Trang không tính tiền ship, mấy chị nghe rõ dùm em nha. Cái thứ hai nữa là cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái. Ok chưa? Nhớ dùm em. Chị nào mà bị ẩn comment thì thả tim thả like cho em để nhà Trang mới thấy được mấy chị nha. Nhớ dùm em. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Này mấy chị coi nè, cái thun lưới này mấy chị coi đi. Ai mà đã từng mua cái lô này rồi, bây giờ em Trang bán 50.000 bốn bộ. Comment lên đi là mình có đơn hàng. Nhớ dùm em ra là phải kèm số điện thoại dùm em nha. Coi nè mấy chị ơi, tổng cái màn lạnh thôi nào, ha mới lạnh nha. Dán cái chỗ này lại luôn nè chị Hồng, bỏ cái gối lên trên. Em Trang nói thật, chị nào mà đã từng mua hàng nhà Trang mấy chị sẽ biết ha. Cái bộ này em Trang nó thật luôn, nói điêu làm chó luôn. Đang may 1.000 bộ, đang thiếu hàng của sĩ nó mấy chị, thật sự luôn. Bây giờ em xin phép tặng cho mấy chị 50.000 bốn bộ, chơi là chơi tới bến. Mấy chị chỉ cần thanh toán 50.000 và không tính tiền ship, sướng chưa? Nói điêu là mất lọc luôn, con này mà nói điêu là mất lọc luôn. Em bán tặng hết, bức xúc quá tại vì hôm nay là bom rất là nhiều. Bây giờ nha, bên kho nhà Trang là phải tầm mấy kho đó mấy chị. Bây giờ là tầm thấy mấy bao tải luôn á. Chị nào mà bị ẩn comment à, bên Trang không thấy comment lên đi em tặng cho. Quá mệt mỏi luôn, chứ mua hàng kiểu lạ vậy. Em đã không tính tiền ship cho mấy chị rồi. Cái thứ hai nữa là em cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn. Cho nên mấy chị rất là sướng, nó thật. Sướng lắm. Bên chỗ Trang Trang chia sẻ like lên giùm em nha. Này mấy chị coi này. Trời ơi là trời, cái bộ hoa văn da. Trời ơi nó đã cái nách dễ sợ luôn. Coi nè mấy chị yêu, bên nhà em đang in bill nha. Mấy chị nào có chia sẻ like kèm số điện thoại cộng phi ship là mình có đơn hàng 50.000 bốn bộ. Hôm nay Trang chỉ bán hồng bông cho mấy chị luôn. Rồi, đẹp chưa? Rồi, chia sẻ like mạnh lên giùm em Trang nha. Đứng lồ giá sợ lắm mấy chị, không có tiền mà đặt tới bốn bộ đồ của người ta một chùm mốt.
Mà mấy chị biết sao không? Bên nhà trang đặc biệt là không tính tiền ship và cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn. Khi mà mấy chị mua hàng bên nhà trang là mấy chị không cần phải tính tiền ship. Và mình kiểm tra, ví dụ shipper giao tới đúng không? Cho dù mình có muốn bơm hàng đi chăng nữa thì mình lấy bộ dùm cho shop đi mấy chị. Lấy bộ dùm cho shop đi, em nói thật luôn, để mà lấy tiền lời đó đắp vô tiền ship. Bây giờ ai đâu giao không cho mấy chị đâu. Tại vì bên nhà em bán số lượng đơn rất là nhiều, cho nên là trang làm việc bên công ty, cho nên là trang đi đơn nhiều là cái tiền ship nó rẻ hơn. Đó cho nên là trang làm hợp đồng với nó là một tháng là trang chi tiêu cho nó bao nhiêu. Đó cho nên là trang không tính tiền ship cho mấy chị là cái chỗ đó đó. Cho nên mấy chị ráng đi đơn nhiều cho em để trang chiết khấu nhiều, để ship càng rẻ là trang không có đỡ tốn tiền ship cho mấy chị. Chứ không phải là tiền của chùa nha. Không phải là tiền của chùa cho mấy chị đâu mà giao tới cho mấy chị không nhận hàng. Mà trước khi bên nhà trang là giao cho mấy chị là đã gọi đơn rồi, chị ơi đồng ý không để em giao hàng mấy chị. Trời ơi đâu có phải là không mấy chị đặt trên live xong cái là trang không có giao đâu. Đó đúng không? Cho nên mấy chị nghe rõ giùm em nha. Em ơi bộ trang đang mặc rồi chị, đợi em xíu. Này mấy chị qua này. Cái đầm pointer đẹp cực kỳ chưa? Đó. Nè mấy chị thấy không? Thấy chưa? Bên trang sao yếu quá vậy ta? Trang không lên nổi view luôn á nha. Trang là cái bên bay đó là. Này mấy chị qua này, đó một cái đầm pointer kèm quần. Ủa cái quần đâu rồi? Cái quần đâu? À đây cái quần rớt đây của mấy chị. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha. Mấy chị ghi đúng cú pháp giùm em, trang mới có đơn hàng 50.000 4 bộ kèm số điện thoại và cộng phí ship là mình có đơn hàng cho em. Mấy chị không ghi đúng cú pháp là bên nhà trang không có chốt đơn được mấy chị yêu nha. Và trang quay cái này là cái gì đây? Xoay quả qua giùm em biết sao mà nó lạnh rồi. Cái mốt đâu rồi ta? Không có khả năng mua. Chị nào bây giờ em nói luôn này. Trời ơi chưa like mà đã hết pin. Bây giờ nghe em nói, chị nào mà không có khả năng mua hàng trang, chị nào không có khả năng mua hàng với nhà trang vô inbox liền, em tặng liền. Đối với em á, em tặng cho mấy chị mà không có khả năng mua 1, 2, 3 bộ là không có nghĩa lý một cái kẹo gì với trang hết trơn á. Em nói thật, trang là trang làm từ thiện cho mấy chị, mặc 1, 2 bộ đồ là em giúp mấy chị một nhưng mà trời cho em 10. Em nói thật, trong những cái số này chị nào không có tiền mua, em nói thẳng luôn, hoài là không có tiền. Mà nhưng mà thấy chân mặt mà thích quá, cứ tròn đại trên like, cái vô không bắt máy, em tặng liền, thực sự luôn, trang tặng. Dòng gặp, đúng rồi. Em trang tặng luôn, em nói thật cho em không có bán, thật sự luôn á. Chia sẻ like lên giùm em nha. Đây, em trang tặng luôn chứ trang không có bán, em nói thề luôn á. Cho đừng có kiểu mà mua hàng trên like cho sướng, xong cuộc đời xong cái nấn lờ, cái gọi không bắt phone. Ôi mấy chị ơi, khi mấy chị mua hàng sao mấy chị không có lý do giùm em đi. Sao mua hàng mà không lý do? Mà đến khi em giao hàng thì lý do này, em ơi chồng chị không cho nhận hàng. Rồi em ơi chị chưa có tiền, trời ơi là trời. Đặt một đơn hàng tới trường mốt mà kia không có tiền mấy chị. Rồi đây mấy chị coi nè. Trời ơi là trời. Em trăng xin thề luôn, bộ này trăng không còn một bộ nào mà để mà bán mấy chị. Giờ sao? Tặng luôn, được không mấy chị? Muốn khóc rồng đây nè mấy chị, thật sự luôn. Nhìn cái bóng hàng bom mấy chị không biết nổi đâu. Mấy chị không biết nổi đâu, bây giờ bên nhà kho ra là tầm tới 4 bao tải luôn, không phải là một bao tải đâu. Muốn khóc rồng luôn. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha. Muốn khóc rồng luôn mấy chị, em trang nói thật. Bộ trang đang mặc là vest đẹp lắm mấy chị, đợi trang xíu đi. Đây em cho mấy chị quay luôn. Trịnh Cao Văn Tịnh đơn hàng 650.000 von đầm đùi, đầm đùi mango. Rồi trang đọc rõ cho mấy chị quay luôn nè. Dạ mấy chị ơi nghe rõ giùm em, 50.000 4 bộ kèm số điện thoại và cộng vi ship là mình có đơn hàng nha. Rồi đây đưa bill đây chị Hồng ơi. Đây em đang chốt bill nè. Bên nhà trang đang chốt bill nha mấy chị ơi. Chị nào có số điện thoại mấy chị nhớ dùm em. Mấy chị cho dù mấy chị mua hàng bom bên nhà trang vẫn không tính tiền ship. Mấy chị chỉ thanh toán 50.000, trang nói bill là trang không có lật luôn. Cho nên mấy chị cứ chia sẻ like mạnh lên dùm em. Và nhớ đừng ghi đúng cú pháp, thả tim thả like cái bài like này cho em, để mình cùng nhau tương tác với nhau mấy chị nha. Đây mấy chị coi này. Đó bên nhà trang đang in bill ra nha. Chị nào có số điện thoại như thế này đây, giống như là chị đây, điểm đọc tên nha. Long Hà Long này có chia sẻ like, Thúy Nguyễn có chia sẻ like này, Hồng An Nguyễn có chia sẻ like này, Thúy Nguyễn có chia sẻ like, Thì Nở có chia sẻ like này, Bích Rồi có chia sẻ like này. Những cái chị này là có chia sẻ like và nhớ giùm em mới in bill ra. Còn chị nào không chia sẻ like là nó không in bill. Chia sẻ like là 3-5 lần vào trang và chia sẻ vào hội nhóm ít nhất là 10 lần cho em trang mấy chị nhá. Rồi tiếp tục vui bom tiếp luôn. Rồi chia sẻ like mạnh lên giùm em nha mấy chị.
trời, hôm nay em nói thật luôn á chị, trời ơi là trời, hai cái bộ này em bây giờ em nói thật luôn, em không bán luôn. Chị nào mà chia sẻ like nhiều em Trang tặng luôn, thật sự hai cái bộ này là quá đẹp. Để em quay nha, để Trang quay hai cái bộ này em cho mấy chị quay này, không đẹp là không ăn tiền luôn. Em Trang chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Đây đây đây, Trang cho mấy chị quay, xoay cái quạt qua giùm em nhé, mấy chị nhỏ. Không, cái quạt nó bị cháy rồi. Cái này bắn cái dây dài rồi, đừng qua sĩ tên có nhiêu. Mấy chị ơi, cứu em. Bộ này bây giờ chị nào mua 200 ngàn em không bán luôn. Cứ quay để dạy quay đi, tự nhiên bấm là làm gì. Em tặng cho chị nào hai bộ đồ này không đồng em nói thật luôn. View cao là Trang tặng, Trang không bán, Trang hứa luôn. Để Trang chia sẻ like lên giùm em nha. Trang chia sẻ like lên giùm em đó mấy chị ơi. Hai cái bộ von này mấy chị quay này, von mà von kèm cầm. Trời ơi là cái von này mấy chị. Trời ơi sướng chưa mấy chị, quay cái von này. Trời ơi là trời, dễ sợ chưa. Đó, em Trang tặng không đồng nha. Vô em bóc liều cho em, nhớ giùm em. Tiếp tục. Máy số 1, trời nãy giờ chưa ấy hả. Rồi tên gì đây? Lan Lâm. Trời ơi mấy chị ơi, em nói thật luôn, trước mắt là em thấy lỗ rồi mấy chị. Trước mắt là em cho thấy lỗ rồi đó, mấy chị biết lỗ làm sao không? Trước mắt là em cho thấy lỗ rồi đó. Bán không có lời bao nhiêu hết trơn, mà trước mắt là thấy lỗ 50 ngàn ship này rồi đó. Giao được Trang mới đỡ tiền ship, mà không giao được là Trang lỗ tiền ship dữ lắm. Không có ai mà giao không tới cho mấy chị đâu, tại vì mấy chị ở tỉnh mà. Trang là Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, còn mấy chị là mấy chị ở tỉnh, cho nên là Trang là rất là khổ sở. Đó, để Trang coi nha. Em ơi, con gái chị thích hàng bên em lắm, nhưng mà không có khả năng, thấy chưa? Nghe Trang nói không có khả năng là inbox liền. Cứ vô inbox cho em kiểm tra Facebook, mấy chị có chia sẻ like em tặng một bộ liền không đồng, em nói thật. Em nói là em làm luôn, chứ không phải là em nói xạo đâu. Rồi, chụp màn hình lại giùm em nha. Trời ơi là trời mấy chị ơi. Đây nè. Trời ơi là trời. Cái bộ vest này Trang không có bán này mấy chị. Cái bộ vest này Trang không có bán này. Trời ơi là trời, cái bộ này Trang không có bán thật sự luôn, thề luôn. Nè nè nè, quay nè, dễ sợ chưa? New view đây. Thật, mấy cái bộ này bây giờ không có bộ nào luôn. 260 ngàn mấy chị. 260 ngàn bây giờ Trang xả ra, Trang tặng cho mấy chị với giá là không đồng luôn. Trời ơi là trời. Rồi, chia sẻ like lên giùm em. Những cái chị này là có chia sẻ like này, nó mình view ra này, mấy chị nhớ giùm em nha. 40 ngàn, 50 ngàn, 4 bộ đồ kèm số điện thoại và cộng phí ship ghi đúng cú pháp cho em Trang là mình có đơn hàng giùm em. Không có tiếp sách lẻ chị ơi. Trời ơi là trời, bên nhà Trang không tiếp sách lẻ tài xưởng nha. Thúy Nguyễn nè, Trần Thị Hồng Mông nè, Nguyễn Lan, Mã Kim Phụng nè. Thúy Nguyễn đây, mấy những cái chị này là có chia sẻ like nè, nó mới email ra như thế này nè. Còn chị nào mà không chia sẻ like là không có email ra đâu. Trời ơi là trời, mấy chị em nói thật luôn, nhìn mấy cục hàng mà Trang ứa muốn nắc luôn mấy chị. Ứa nước mắt luôn, dạ nửa khóc nửa cười luôn, Trang nói thật luôn mấy chị, thật sự luôn. Trời ơi là trời. Cái bộ này em hết sạch luôn nè mấy chị ơi. Đây bây giờ em tặng cho chị nào luôn. Đây 65-66 ký 67 ký mặt vừa cho em bộ này luôn. Em nói thật luôn á. Nè mấy chị coi nè. Trời ơi là trời, nó đẹp một cây luôn mấy chị ơi. 50 ngàn kèm số điện thoại cộng phí ship. Chia sẻ like là mình có đơn hàng giùm em nha. Trời ơi muốn khóc luôn mấy chị ơi, thật sự luôn. Thiệt, làm riết nặng em không muốn bán cái gì cho mấy chị luôn. Nhớ dùm em là kiểm tra đơn hàng trước khi nhận hàng và thanh toán cho em. Những cái mẫu trên livestream này mình nhận hàng 50 ngàn và thanh toán 4 bộ đồ cho em nha. Em sẽ chốt cho những chị nào chia sẻ like nhiều nhất. Mấy chị bấm thả tim thả like để mình cùng nhau tương tác với em Trang. Mấy chị đẹp nhất có tội mấy chị ơi. Thật sự buôn bán khổ lắm mấy chị, không phải là lời lã gì nhiều mà lên đây. Chủ yếu là mê nghề mà khổ như thế này đó mấy chị, thật sự. Cày đêm cày ngày mà bây giờ mấy chị nở lòng nào mấy chị bom em lên, thật quá khổ luôn mấy chị, thật sự luôn á. Rồi để em quay cái cục này là quá trời. Rồi chuẩn bị chốt đơn nha mấy chị nha. Bao nhiêu phút rồi mình đi ơi. Để em chuẩn bị chốt đơn. Hả? Em chuẩn bị chốt đơn cho mấy chị yêu nha. Trời ơi là trời mấy chị ơi, cái bộ hoa hồng đen. Chị nào thích đem Trang tặng luôn nè. Trời ơi nói thật luôn, em không bán nổi. Em không bán nổi luôn mấy chị. Mấy chị biết sao, cái tháng này á là em phải âm hơn mười mấy 20 triệu tiền hàng bom của mấy chị. Thâm có nghĩa là tiền ship đó nha. Gần hai mấy triệu tiền ship của mấy chị thề luôn. Trang mà nói điêu một lời nào là em không có lọc mà ngồi đây bán hàng mấy chị luôn. Bom như thế này, 50 ngàn một cục, 35 ngàn ở tỉnh, hoàng về nữa là 15 ngàn nữa, là phải 50 ngàn không?
Cái này là chưa tính ký nặng nha mấy chị nha, cái này là chưa tính ký nặng, nếu mà tính ký nặng là nó hơn rồi mấy chị. Đó, 50 ngàn của em mà 10 cục hết 500, một ngày mà biết bao nhiêu cục. Thôi em nghỉ nghề luôn, em nói thật. Em trang giải lao luôn, em trang nghỉ luôn. Rồi, chia sẻ like lên giùm em. Em trang nói thật, em trang giải lao chứ không có bán nữa. Đang nói điêu làm chó luôn, chị nào mà tin trang á, hoặc là đi hỏi đi. Một cục như thế này mà mấy chị bom mà ship đi 35 ngàn, mấy chị không nhận hàng, phải bắt buộc phải về hàng cho em là 15 ngàn nữa. Tại vì Hoàng về lúc nào nó bên công ty cái hàng nó cũng cho rẻ là 15 ngàn là nhẹ đó nha. Còn mà trên 2kg là hơn nữa. Nó điêu làm chó luôn. Đó mấy chị thấy không, buôn bán chi nữa. Để cái tiền đó mà mua sữa cho con cha đi mấy chị. Đúng không mấy chị? Rồi chia sẻ like đây bộ hoa hồng đen này. Rồi em tặng luôn. Chị nào mà mê cái bộ này bên nhà Trang em Trang tặng rồi. Bây giờ view cao quá rồi em Trang tặng luôn. Tặng đi em ơi, ok chị. Ok chị em tặng. Để em khui mày. Mấy chị ơi, chị nào được tặng một bộ đồ nhớ chụp màn hình lại cho em Trang. Mẫu y Trang mình thấy nhận, không y Trang mình không nhận cho em Trang nhá. Rồi để em Trang coi mấy cái này là cái gì đây nha. Trời ơi là trời, hàng ba nút luôn mấy chị ơi. Hàng này em không có bán này. Em Trang xin phép em tặng cho mấy chị không đồng và em ghim bài trực tiếp ở đây luôn. Chị nào mà được Trang tặng, dạ tặng đi em ơi. Dạ rồi, đây đây đây, tặng tặng không đồng. Em Trang xin thề luôn nha, trên đây là 600 chị gần đang xem, 600 người đang xem ba máy nghe em nói này. Tặng được bộ nào chụp màn hình chia sẻ like vào ba lần vào trang cá nhân và 10 lần vào nhóm qua cho em và nhận ngay bộ đồ. Rồi tiếp tục bộ này đưa hàng lên đây tặng cho mấy chị. Rồi chuẩn bị em Trang ghim bài nha. Rồi bộ cổ đổ hoa nâu luôn này. Rồi chuẩn bị chốt hàng, đưa lên hàng đây em, chốt đưa lên. Rồi bộ đầu tiên hoa văn nâu em tặng cho chị nào không đồng một bộ này. Chị nào nghe Giang đọc tên và ghim bài trực tiếp luôn. Ok, chốt chị Hoài Nam em tặng cho chị không đồng. Hoài Nam ơi, chia sẻ 3 đến 5 lần vào trang và 10 lần vào nhóm để nhận bộ đồ này giùm em. Hoài Nam ghi lại giùm em đi. Rồi một cái đầm quần sơ mi cực kỳ đẹp luôn, giá 250 bây giờ em tặng. Ok, tặng cho chị Bích Lợi. Bích Lợi tặng một bộ không đồng. Tiếp tục. Hoa văn đỏ em tặng cho chị nào luôn. Ba di fan tặng không đồng, mấy chị thấy không? Em chơi lớn lắm, view cao em Trang tặng. Rồi em tặng tiếp theo một bộ lưới mấy chị ơi. Trời ơi là bộ lưới nè. Chị nào tương tác tốt bên em chuẩn bị tặng bộ lưới nha. Ok, tặng cho chị Mỹ Ngọc. Trời xuất sắc luôn. Chị Mỹ Ngọc nhận ngay một bộ đồ lưới giùm em. Chị ơi chia sẻ 3 tới 5 lần vào trang và chia sẻ vào nhóm 10 lần cho em chụp qua màn hình giùm em nha. Nhận ngay bộ lưới đưa giùm em bộ hoa hồng đi. Rồi em Trang tặng bộ hoa hồng cho chị yêu nào luôn. Tên gì đây? Ok, Loan Bùi chia sẻ 3 tới 5 lần vào trang cá nhân và chia sẻ vào hồi nhóm ít nhất là 10 lần em. Tặng bộ này luôn. Rồi đưa giùm em bộ hoa văn đen, hoa văn trắng. Rồi em tặng cho chị nào nha, bên chỗ Trang Trang yếu quá nè. Ok, chốt cho chị Hồng Nguyễn. Em tặng cho chị Hồng Nguyễn bộ này nha. 856 đuôi. Rồi vô inbox giùm em 3 tới 5 lần vào trang, chia sẻ vào nhóm ít nhất là 10 lần, chụp qua mình nè. Inbox giùm em nha. Rồi mấy người rồi, 5 người chưa? Rồi em tặng cho 6 người, 5 người luôn rồi đó. 5 người luôn rồi, lên bộ em đang mặc đi. Rồi em mấy chị ơi, lên bộ Trang đang mặc. Nghe em nói là chị nào mà được tặng một bộ không đồng, nhớ mua giùm em thêm một sản phẩm ủng hộ shop rồi Trang đi đơn luôn. Trang không tính tiền ship cho mấy chị luôn nha. Rồi lên bộ Trang đăng mặt đi. Rồi lên bộ Trang đăng mặt đi mấy chị ơi. Bên Trang Trang yếu quá, cái bên bay này cái gì sao không yếu. Rồi lên bộ đăng mặt. Rồi em Trang lên bộ Trang đăng mặt. Vét quần ngắm nhỏ form từ 62-63kg đổ lại mặt vừa giùm em bộ này. Mấy chị comment giùm em là vest sang. Vest sang kèm số điện thoại dùm cho em Trang mấy chị nha. Nhớ dùm em là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng dùm em luôn. Rồi em dùm em đi. Trở đẹp chưa nè mấy chị. Trời ơi là trời, nó xuất sắc một cây luôn. Rồi đẹp chưa. Rồi lên dùm em Trang. Tặng rồi mấy chị, rồi tặng rồi nha. Vest sang kèm số điện thoại 250 ngàn cho em. Kiểm tra hàng xong mình hay thanh toán. Bên nhà Trang không tính tiền ship. Mấy chị mua hai bộ Trang không tính tiền ship nha. Bộ này có 3kg đổ lại nha. 63kg đổ lại mặt vừa cho em. 65 cũng được luôn á nha. 63 thôi mấy chị ơi. Bán cho nó chắc nụi. Vét quần ống nhỏ cho em. Bao nhiêu cái này chị? Là 250 nha. 250 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Có bộ hai bộ vét xa này. Rồi, hai bộ vét xa. Chị ơi cái này là 250 nha. 250 ngàn kèm số điện thoại mấy chị comment giùm em.
mã kèm số điện thoại giùm em trang nhé. 250 kèm số điện thoại. Đẹp chưa? Cái bộ này mà Trang nói thật, 63 kg đổ lại mặt vừa cho em Trang nha. Hôm nay là hàng nhiều lắm mấy chị ơi, hôm nay hàng nhiều lắm. Cứ qua từ từ. Rồi, 63 kg đổ lại. Nên đi con ơi, màu này đẹp lắm mấy chị ơi. Hồi tối hôm qua là em chưa chốt đơn xong nha. Từ đây tới chiều có nhân viên vào chốt mấy chị nha. Hết tặng rồi chị ơi, hết tặng rồi nha. Chị đọc lên đi con. Tuyết sang. Rồi ok chị nha, tuyết màu sang nè. Trương Linh sang. Trương Linh sang nè, ok chị. Lấy màu nào chốt màu đó trước đi chị ơi, đừng có hỏi màu nha. Đừng có hỏi màu giùm em đi mấy chị ơi. Lấy màu nào thì lấy cái màu đó trước đi chị. Rồi, lấy giùm em bác sang. Ái Linh. Rồi chị Ái Linh. Hết tặng không tặng được con một cuối đồng được con mình đó chị ơi. Ồ, hôm nay đẹp lắm. Châu Nguyễn. Ok chị Châu Nguyễn để mà tích lợi nè. Đọc kê. Chỗ đẹp lắm các chị ơi. Rác mặc đi chơi Noel hay là mình Linh mặc Trần bé sang. Ok chị Linh Trần Thu Thủy bé sang. Ok chị Thu Thủy. 250.000 dùm em Trang nhá. Mấy chị Linh nhớ bé sang. Ok chị Mỹ Linh. Mã kèm số điện thoại dùm em Trang được không mấy chị? Nhớ dùm em là phải từ 6. Tình Tâm đang mặc. Ok chị Tình Tâm đang mặc. Còn không? Lê Ngọc Lan. Bé sang Thu Lê kìa. Thu Lê bé sang. Bé Thu Lê nè. Cửa hàng nhỏ ơi. Bánh đa thạch hả? Thu Lê Tâm. Hôm nay nhiều hàng lắm, mấy chị qua từ từ nha. 50 bộ hết rồi mấy chị ơi. Comment giùm em vest sang đi. À, bộ em đang mặc cái bộ tặng ok chị Mỹ Ngọc Đến nha. Tâm Thu Lê. Ok chị Mỹ Ngọc, bộ Trang đang mặc. Vest sang cho Phương Phạm Yến Phương. Rồi. Rồi ok chị yêu, chia sẻ like lên cùng Trang mấy chị đẹp nha. Đây vest cũ á. Chị nào đăng quang chia sẻ like lên giùm em nha. Ngọc Lan Huỳnh Lan. Rồi Ngọc Lan Huỳnh Lan vest sang. Đẹp lắm mấy chị. Phương Nguyễn vét sang, chỗ đẹp quá mấy chị. Rồi ai lấy vét sang chốt nha. Cho qua màu cho nó nhanh. Ủa cái bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Bộ này đẹp lắm nè. Dương Nguyễn sang luôn. Dương Nguyễn sang. Chị sẽ like lên cho Trang mấy chị đẹp nha. Mỹ Ngọc lấy cái gì vậy? Nhiều lắm mấy chị ơi, hôm nay hàng nhiều lắm mấy chị. Ôi cái màu này, bộ này còn bao nhiêu bộ đây ta? Này còn bao nhiêu bộ nữa ta? Rồi, bộ này em Trang còn tầm mà. Thấy Dương Nguyễn nha. Bộ này mới về nhưng mà. Dương Nguyễn nó vét sang rồi. Bộ này mới về nhưng mà vải mang gồ. Vải mang gồ chị ơi. Thanh Thủy Tuấn vét sang đó là hàng bán, phải hàng bán đâu. Cái kẹp của em đâu rồi? Kẹp đâu rồi chị Hồng? Cái này có bột riêng thôi mới về. Cái kẹp đâu? Chị cười ra nữa. Chị bộ cười ra nữa. Rồi lên giùm em bộ này. Không gặp Nguyễn này. Trời ơi là đẹp chưa nè mấy chị. Ôi chốt giùm em Trang Von. Hoa đen rơi. Trời ơi là trời nó đẹp. Ồ nó đẹp một cây luôn. Rồi em xíu nha. Mấy xa 250 có bộ tặng hả không? Mỹ Ngọc ơi Mỹ Ngọc. Rồi ok ok Mỹ Ngọc nha. Rồi lên bộ này. Một ri thôi. Mới về mà không có vải mấy chị. Trang có con ri à. Mấy Ngọc kèm này mấy chị mua đỡ nha. Mấy chị mua đỡ giùm em nha. Trang có đúng một ri luôn. Mấy chị comment là Von hoa đen rơi giùm em ha. 250.000. Đẹp chưa? Trời ơi. Cái này em có tầm đúng có 10 bộ luôn mấy chị ơi. Hoa đen rơi kèm số điện thoại nha. Hoa đen rơi kèm số điện thoại giùm em nha. Có đúng 10 bộ luôn. Không có quá 20. Đẹp chưa? Rồi 250.000 men form từ 55 tới 65 kg đổ lại. 250.000 form từ 45 à 10 bộ cho Nguyễn Châu. Nguyễn Châu 10 bộ này. 2 4 bộ. Được đi á. Một đi thôi hả? Ừ lấy cái bộ nó mong vào đó. 10 bộ cho Nguyễn Châu kìa. Còn có thử có mấy bộ nữa không? Nguyễn Châu 10 bộ vết xanh hai cho Nguyễn có 250.000 giùm em nha. Rồi qua màu luôn. Rồi qua màu luôn mấy chị ơi, màu này hết rồi mấy chị ơi. Rồi qua màu chị ơi, cái màu này đẹp quá. Qua qua đây cho Tịnh Tâm dồn Mỹ Ngọc luôn. Tịnh Tâm dồn, Tịnh Tâm dồn đó. Mỹ Ngọc. Bỏ ra 5 bộ đi. Nguyễn Trang bác sĩ đó, bỏ đi em đi. Rồi em lên mẫu này. Bỏ rồi. Để thu nè. 5 bộ nè. 5 bộ con 5 bộ con 5 bộ con 5 bộ. Rồi em lên, trời ơi là cái màu hoa mù à. Hoa màu riêu nha mấy chị nha, hoa này đứng hoa sao không? Bích thủy là gì? Rơi. Bích thủy hoa rơi. Kẹp kẹp sao giùm em.
Lê thu hoa rơi luôn. Lê thu nè. Rồi lên cho mẹ hoa rơi luôn. Chồng hoa rơi. Hoa đen cho thị thị nhan phạm. Con 24. Này con hoa rơi này khác nha, nhỏ nha. Rồi. Ok bà. Em quên kể cho em quên. Rồi lên nhìn trang hoa rơi luôn. Má ơi là nó đỉnh quá chị. Em nói luôn nha, cái form này là từ 55 50kg tới 65, 66, 67 gì cũng được hết nha. À, em có hai bộ sang, nhớ là hàng 250 nha. Form này là từ 55, 56, 57 gì cũng vừa hết giùm em. Rồi lên giùm em màu hoa riêu, đẹp quá. Trời ơi là trời nó sang. Rồi lên cho trang hoa riêu nha, kèo số điện thoại. Đẹp chưa nè mấy chị. Rồi lên giùm em hoa riêu đi. Dạ có nhiều hàng lắm mấy chị ơi, qua từ từ giùm em nha. Lấy bộ anh em rồi vô cửa hàng rồi ok. Rồi riêu riêu riêu. Vô cửa hàng có hoa đen rơi nha. Riêu giùm em nha, trời ơi riêu đẹp chưa. 10 riêu cho chị Nguyễn Châu này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Hoa riêu của chị Nguyễn Châu. Rồi đi giùm em Mỹ Ngọc. Hoa riêu Mỹ Ngọc. Bỏ đây giùm em đi. Hoa riêu cho Mỹ Ngọc. Hoa riêu cho chị Mỹ Ngọc. Nguyễn Châu 10 á. 65kg bao đẹp chị, form này form mượn nha. Nguyễn đẹp hoa riêu luôn. À Mỹ Ngọc hoa riêu. Nguyễn đẹp hoa riêu. Hồng Thắm Nguyễn á. Hồng Thắm Nguyễn hoa riêu. À Phương Nguyễn hoa riêu, Quỳnh Châu hoa riêu. Dạ. À 250 mấy chị, form này từ 50kg. Tiền Nguyễn hoa riêu, Tiền Nguyễn hoa riêu. 60kg bao đẹp hết. À Vân Liên hoa riêu mấy chị ơi. Mã kèm số, mã kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Tại vì hôm nay là hàng rất là đẹp. Mấy chị ghi đúng mã kèm số điện thoại mới có đơn hàng nha. Nhớ giùm em cái form này may bự. 50kg trở lên. Chị nào mà dưới 50kg không chọn mẫu này thì form này form mượn nha. 50kg trở lên giùm em, 65, 66, 67 gì cũng được hết giùm em ha. Form này form bự tại vì em đang mang lại em kèm hôm sau nha. À hoa riêu cho Thi Nhàn Phạm, hoa riêu cho Hoa Lục Bình, Nghệ Thu hoa riêu. À 5 bộ tinh tăng nữa nha Thi. Ok chị okay. Yêu Hoa Lục Bình, Thi Nhàn Phạm rồi. Ok chị yêu này, hoa riêu kèm số thoại giùm em nhé. Tại vì chị biết sao cái bộ này á, cái form này là em may rất là bự nha, cho nên mấy chị nghe rõ giùm em. Mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha. Rất là đẹp luôn, hoa riêu kèm số điện thoại. Cô anh. Rồi qua mẫu luôn vậy cô anh nha, 250. Rồi qua mẫu. Để thu vô cho nè, thu vô cho. Thi Nhàn Phạm. Thi Nhàn Phạm, Thi Nhàn Phạm bỏ hoa riêu. Rồi em lên mã màu xanh. Con đi kèm số điện thoại cho Huệ chị Ái Mùi. Chị ơi, mấy cái đơn chị lựa ra đi hết rồi nha, đừng có dồn nữa nha chị, lên đơn mới nha. Mấy cái này là đơn mới chị. Mỹ Trần có hoa riêu. Mẹ chị Ái Mùi kèm số điện thoại, mấy cái đơn kia đi hết rồi, đừng có dồn nữa chị, em đâu có dồn đơn mà. Nghe em nói nha, form này là phong bự nha má chị, form này là phong bự. Đơn chữa hàng nè. Rồi lên giùm em là mẫu hoa băng xanh. Trời ơi, cái này xanh. Mẹ chị Ái Mùi kèm này số điện thoại, lấy cái kèm này số điện thoại nha. Trời ơi, cái bộ này đẹp lắm nè má tình yêu ơi. Ồ cái bộ hoa này kìa của em á. Vâng em lấy hoa riêu kèm số điện thoại đi chị. Ồ là cái màu xanh, trời ơi là trời. Trời ơi là trời, chịu nổi không ấy chị? Có chị chịu nổi với em không? Rồi lên giùm em. Lên giùm em mẫu mà xanh đẹp, trời xanh đẹp quá. Trời ơi là nó đẹp nè. Xuất sắc luôn. Rồi lên giùm em màu xanh, nhớ giùm em trang nha. Form này form bự. 50kg trở lên mày mặc nha, form này form xanh kìa. Tôi lên giùm em cái này, tay dài đẹp chưa? Đẹp tâm. Đẹp tâm Mỹ Ngọc Lệ Thu. Đẹp tâm Mỹ Ngọc Lệ Thu. Trời hoa này đẹp quá. Tâm Mỹ Ngọc Lệ Thu. Lệ Thu, Tịnh Tâm, Mỹ Ngọc, Nguyễn Châu Năm. Nguyễn Châu Năm 245. Rồi Vân Liên thấy rồi nha. Phương Nguyễn xanh. Lê Loan xanh, xanh đẹp quá mấy chị ơi. Hồng Thắm Nguyễn kìa. Hồng Thắm Nguyễn xanh. 255.000. Mấy chị nhớ giùm em nha, là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Bích Thủy Nguyễn này, Hồng Nguyễn này. Mới một đen một xanh, quý kim là gì vậy? Một đen. À Hồng Thắm Nguyễn xanh đẹp. Hoa Lục Bình xanh, chỗ xanh thì đẹp quá hả chị? Trang Kiều Tuyên Nguyễn Châu, Tuyên Nguyễn Châu này. Tuyên Nguyễn nè. Hoa xanh hoa riêu. Trang Kiều nè. Hoa xanh hoa riêu nha không? Em nói luôn, cái form này bự lắm. Tại vì em đang kẹt ở đằng sau, tại vì em có 48kg thôi, 46kg thôi. Bên nào cho cái form này á là 50kg trở lên mặc vừa cho em. Tại vì cái này là
hay size L, với XL mặc cũng được luôn nha. Size L với XL nha. Nhớ dùm em 50kg trở lên. 50kg em may form bự cho nên em dễ bán lắm. 50kg trở lên dùm em nha. 65, 66, 67kg này. Giùm em nha. Đang like mà sao mấy má này ngoài vậy trời. Quá trời luôn. Em nói luôn, 50kg trở lên hãy nhặt cái bộ này nha. Nguyễn đẹp trơn kìa. Nguyễn đẹp hoa xanh, Minh Đà. Nguyễn Nhai. Dương Hà Phì, Minh Đà, Minh Đà ok. Gia Hương hoa xanh, hoa viêu, trang kiều xanh này. Tiền Nguyễn hoa xanh đẹp. Để xem năm xanh cho Châu, chờ để xem năm xanh cho Châu á. Đằng Viên hoa viêu. Trồn đôi tối được không em hả? Được, được, được. Được chị ơi, lấy màu xanh luôn em Vân Liên này. Thêm năm xanh cho Nguyễn Châu. Nhìn chút nguyên còn xanh.
Cái này là hồng nha. Hồng ơi, ơi nha. Nhìn chút Quyền có hồng. Hồng. Cho 1 bé 63 83 Amanda. Ủa 10 lên bộ này cho ai nè? Nguyễn Châu đó. Rồi. Amanda 8 nè. Amanda 8 kìa. Amanda. Hồng cho chị Minh Hiếu nè, Minh Hiếu Nguyễn Hồng 6. Đúng rồi, hồng 10 cho Amanda, 10 hồng cho Amanda. 10 Amanda. Hoàng Kim có hồng. Cho chị Hoàng Kim. Hoàng Kim có hồng. Minh Hiếu Nguyễn. Minh Hiếu Nguyễn có hồng. Lần ngày mai tới lắc luôn á chị. Khi học kiểm thì chọn thì bút màn hình đó đi. Nghe em nói 50kg trở lên phải chọn. Chị nào mà dưới 50kg đừng có mặc nha chị rộng. Thêm 10, thêm 10 hồng nữa nhanh đi là 20 hả? Dạ, 20 có hồng châu, 20 đúng không? 2, 4, 6. Màu hồng này, này còn, này còn. Hồng cho chị Ngọc Diễm. Hồng cho chị hồng, hoa lục bình dương, hoa lục bình dương. Mấy chị nghe em nói cái màu này mấy chị mua không ai Ngọc có. Ngọc Vân, Huỳnh Ngọc Phượng. Không ai có luôn. Cái gì cháu mẹ cái. Hoa lục bình đẹp quá chị ơi. Trời ơi là trời nhức nhối luôn. Hồng cho Nguyễn An, hồng 20 cho Nguyễn Châu, ok được. Chị hồng cho Phương Bùi, hồng cho Hoa Lục Bình, hồng cho Lệ Thu. Quá à, trời luôn, hồng cho Ngọc Diễm, ok Ngọc chị. Rồi ok chị yêu, hồng đẹp luôn. Không, không đẹp hả chị ha. Em đảm bảo luôn, mấy chị mua hàng này cho là đặc biệt không bao giờ đụng hàng bất cứ một cái nhà nào khác không, không, nha, đặc biệt là giá bao ok luôn. Rồi. Chỗ đẹp quá hả chị. Chị nào có đơn kèm trường đơn, có lượng đó chị ơi. Rồi qua hồng đi mấy chị yêu ơi. Mẹ chị cho hơn số một số mấy vậy? À, rồi chồng hồng vô đi. Để hồng để cho hai bộ mình thu xúc thoải mái. Bài bài hái có. Bài bài hái có. À, Lê Thu lấy ra bài mấy chị? Bài chị? Bài mấy chị? Anh lên hết mẫu xong rồi lên mẫu mới nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, lấy hai ba xếp mặt hay đủ chứ chị ơi. Cầm không cân không? Cầm không cân. Trời ơi, là trời cho ngồi em. Cầm cân ngồi đứng nha. Mẹ ơi, qua giờ mấy sợi dây này con đi bắt mấy giờ. Nguyễn đẹp. Đẹp cũng khoe. Nguyễn đẹp tốt không có đơn á. Dạ có chị đúng rồi, có không nha. Rồi em lên mã sang qua bông đây này. Trời ơi, nhìn lên cái cuốn hồng nè. Cái con của hồng đi. Trời ơi, hồng đẹp quá mấy chị ơi. Nguyễn đẹp hồng. Nguyễn Tâm hồng. Nhỏ nhỏ. Tấm thì cũng được hàng rồi. Ôi. Đấu đúng. Cái kẹt 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 đấu. Ồ, cái màu hoa băng đen này mấy chị. Kẹt đó, nó đẹp quá. Mấy chị mẹ đưa dùm em túi. Đưa dùm em túi quá. Rồi rồi rồi, thả rồi. Đưa dùm em túi đen đi. Cái này mấy chị. Mặc bỏ áo quần cho em mấy chị. Ôi trời ơi là trời. Đẹp chưa. Chỗ sao nó sang dễ sợ vậy trời, mà có bán có 250 ngàn cho mấy bà. Còn đặc biệt hôm nay mày khôn bự lắm á chị. Thường thường nha, em chanh bán khôn nhỏ là đã 200 mấy rồi. Mà hôm nay em ra cái lô này khôn bự cho những chị nào mà xuống khôn nhà em mặc. Mặc rất là gọn luôn. Càng tốt thoại. Rồi lên giùm em ngon bằng đen đi. Rất là gọn. Đen 50kg giùm em, size L. Đen cho cái gì tịnh tâm kìa. Tịnh Tâm. 5 cho bà Châu. Đen cho Vân Liên vô. Đen cho Vân Liên. Tịnh Tâm nè. Tịnh Tâm Vân Liên. Rồi ok. Trời cái màu đen này mới lấy 5 bà Châu. Ngọc vô. Đưa giùm em đi, đưa giùm em. Nghĩ sao mà bộ này mới lấy 5 bà Châu. Vân đen. Vân đen cho Quy Kim nè. Mỹ Ngọc. Chị Mỹ Ngọc hôm nay mới bán ha. Đừng tặng bộ. Trời đẹp lắm chị Mỹ Ngọc ơi. Khách mới nhà em đúng không? À nhớ vậy không được. Diễm Nguyễn vô kìa. Diễm Nguyễn. Bến Thảo bỏ đây nè. Bến Thảo. Bến Thảo bên này nè. Kim Thanh Nguyễn. Phương Mùi. Kiều Tiên. Ủa sao bên này nó cứ đứng đứng vậy ta. Kim Thanh Nguyễn này. Rồi Bến Thảo đó. Thêm 5 nữa cho bà Châu. Mình mới nhìn những là nó mới cao 1 tuổi. Này thêm 5 nữa cho bà Châu. Nghe em nói những chị nào vô sau nghe cho nói nè. Kim Thanh Nguyễn 250 ngàn. 250 ngàn 50kg.
tới 65, 66, 67 ký đổ lại. Em Trang có 46 ký thôi, tại vì em Trang đang mặc là em Trang đang kẹp ở đằng sau. Chị nào mà dưới 50 ký đừng có chọn nha. 48 ký cũng khả năng được. 48 ký cũng khả năng cũng được luôn. Dạ. 48 ký cũng khả năng được luôn. Tặng chị hết rồi chị ơi, em tặng đầu like rồi. Châu ơi, hôm nay tính beauty luôn nha Châu nha. Tao khách sĩ tính beauty luôn giùm em nhá, tại vì em còn nhập lô mới nữa. Ký cao mét 6 nha. Hay không? Người nào mà theo dõi nhà Trang là ngày nào cũng có mẫu mới hết trơn, không có mẫu cũ, mấy người thấy không? Không có đời nào mẫu cũ luôn. Nha. Rồi qua mẫu đi giùm em luôn. Rồi em lên một cái màu. Con đang năm bộ cho Châu ấy. Rồi, em mặc màu con ba la canh cho mấy chị qua rồi em lên màu khác cho mấy chị. Hoa vàng. Rồi, em lên cái mẫu hoa vàng. Trời ơi, okay, cái màu này mặc trắng da kinh khủng lắm nè mấy chị yêu ơi. Nó sẽ là mango luôn, để em lên hàng của anh xong đã rồi. Đem cho anh Kim. Đem cho anh Kim. Em lên hàng này xong rồi em mới lên mango nha. Rồi. Anh đem mua nước thì em chưa? Rồi, anh chuyển đi đây. Có chứ có lẽ hồi dưỡng rồi. Rồi em lên cái hoa đằng sau này. Cái này mình 50 kg trở lên mặc rất là đẹp nha mấy chị. 67 kg cao mét 6 nha. Rồi đợi đang xíu đi mấy chị. Hoa này đẹp lắm. Anh coi giùm em. 54 cho cháu rồi. Chia sẻ like cho giùm em nha. Thì ba đôi. Trời chị ơi. Nào có đơn kèm tròn đôi màu trắng thì kèm số điện thoại nha. Mấy chị ơi, cái hoa đây này. Đây chị màu đen nha, chị Loan này, Loan cái hoa này nó trắng da lắm mấy chị. Em không bỏ áo vô quần cũng đẹp. Mà bỏ bên trong nó cũng đẹp mấy chị nọ. Nó đẹp quá. Rồi lên giùm em màu hoa vàng nha. Cho Trang uống miếng nước nha mấy chị đẹp. Để em lên dưới tiếp cho mấy chị. Nhiều lắm, hôm nay hàng rất là nhiều. Chị tên gì vậy? Kêu đi nữa. Mới có cái kêu gì nha. Hôm nay đại buổi của anh luôn á. Cho nó thật. 50kg trở lên cho em. Chị nào 48kg là cũng mặc được. Trời ơi cái hoa vàng này. Đặc biệt cái hoa vàng này rất là trắng da luôn mấy chị nha. Hoa vàng kèm số điện thoại cho em Trang nha. Đẹp quá, nhiều màu đẹp quá Trang ơi. Dạ. Trời ơi lô này may rồi. Hoa đẹp mấy chị, đặc biệt không đồng hàng luôn. Là 10 đó, hoa đẹp 10 cho Châu á. 2 4 6 8 đi đây em. Rồi Phạm Mỹ, Phạm Mỹ. Thông lưới chưa có nha. Thông lưới có rồi, cổ vuông đó. Thông lưới là nổi như vậy luôn nè, đợi xíu đi. Phạm Mỹ nè, 10 nè. Phạm Mỹ nè. Chị Phương Huyền có không? Có chị Phương Huyền nha. 10 rồi thun lưới là hàng vòng của mẹ của chị, thun lưới là mẫu y xì dày luôn nha, thun lưới mẫu y xì dày luôn. Đợi Trang xíu đi. Màu vàng, màu vàng ngân ngọc, ngân ngọc, ngân ngọc vàng. Có 5 ký cao đến 6 nha. Ngân ngọc này có 5 ký cao đến 6 vàng mỹ, vàng vàng mỹ xuân thanh hoa lục bình 65 ký mặt vừa rồi. Còn mấy kem còn nhá. Thầm mỹ rồi. Hà Giang vàng, Hà Giang vàng 250 nha. 250 mấy chị. Đặt cái hôm chưa có lắm, nhiều còn nha. Trời ơi cái hoa này mấy chị đẹp lắm. Bảo Quyên vàng. Vàng mà phối nâu. Diệu Vi vàng. Ê. Bay Gia Phan lấy hoa xanh lúc nãy kèm số điện thoại. Có xanh nè. Ghế Bay Gia Phan lấy quả bán tên cho hoa xanh lúc nãy nha chị. Hoa rồi. Xanh lúc nãy. Thảo Lê hoa vàng. Rồi, Thảo Lê hoa vàng. Vương Anh hoa vàng. Hoa lục bình hoa vàng. Hoa lục bình hoa vàng. Kim Kim Cúc. Rồi Kim Cúc vàng. Hoa lục bình nè. Lên một bộ thun lưới cho mấy chị chọn đi. Để em mặc cái thun lưới này cho mấy chị chọn. Sen kẹ cho mấy chị chọn hàng cho nó sướng ha. Hai bạn số phải tìm Kim Cúc thôi. Xin loại gì chị sao cái bông hoa đặt khăn lên chiêu gọi nha. Rồi chiêu gọi mà chị hỏi không gọi đứng. Đây đây thun lưới đây. Chiêu gọi chiêu gọi. Thun lưới đây dư mẫu Trang đang mặc luôn để Trang mặc cho. Form này là ông má tầm 65, 66, 67 gì cũng được luôn. Bằng form nhau cái gì đẹp. Cho mấy chị lấy cho nó hết hàng. Trời ơi, hoa xanh cho Bay Gia Phan này. Bay Gia Phan hoa xanh này. Rồi lên thun lưới giùm em. Mấy chị nào mà mê thun lưới nhà em cứ lấy nha. Trời ơi, hàng nhà Trang mà mặc sướng lắm. Riêng cái thun lưới nhà Trang là hàng nhà 1 hoa vàng dùng đơn nha hơn nè. Riêng nhà Trang là hoa thun lưới này là loại 1. Rồi lên cho em mã thun lưới kèm số điện thoại rằng nâu. Nâu cam có mấy chị, mã này đẹp lắm. 10 bộ hả? Trời ơi là đẹp rồi mấy chị. Rồi thông lưới giùm em nha. Quần ống má cho em. Đây mấy chị qua nó giãn nè. Trời ơi là nó giãn rồi mấy chị. Đó. Mấy chị nghe rõ giùm em cái bộ này á. Chị nào mà tầm 65 66, 67 gì cũng được giùm em. Mấy chị giùm em cái.
đẹp lắm mấy chị. Đây mẫu như là ma à, mẫu như là ma đang canh mặt luôn. Và thun lưới này mấy chị coi này đó, nhưng mà đặc biệt cái form này em may quần ống đứng, ống bass 270.000 thun lưới, form từ 50kg trở lên giùm em, 65, 66, 67 gì cũng được hết giùm em. Đây bù cho nó mặt là rằn nâu nha, chị nào lấy thun lưới rằn nâu chốt giùm em, nhúng này rất là đẹp luôn nha, rằn nâu kèm số điện thoại thun lưới ha. Nè em còn ít lắm mấy chị, em đang may lại cái nhà mấy nghe nè, chốt là chốt ở trên like, đừng có chốt trên Messenger nữa nha. Rồi thun lưới đọc tên đi con ơi, đẹp chưa? Chốt ở trên, chốt một chỗ thôi chị ơi, đừng có chốt nhiều chỗ nha, em không có rảnh thời gian mà chép tin nhắn đâu chị. Rồi thun lưới chốt lên này chị, 270.000 chị, cái thun lưới này nhà cho mắt đỉnh lắm á chị, 65, 66 gì cũng được cho em, mình mặc ở đâu dạng tới đâu đó luôn mấy chị nha, mặc tới đâu là dạng tới đó mấy chị cứ yên tâm, cái thun này là mặc nhà như như giấy luôn nha. 270.000 em lên thảo rằng nào chị Linh Thảo, à, Linh Thảo là mình 270.000 kèm đơn ghi rồi em, đơn ghi rồi đẹp lắm mấy chị. Riêng cái mẫu này là chân may quần ống bát cho mấy chị, đơn ghi rồi nha Vân. À, được. Chẳng đi cộng liên rằng nâu, Xuân Thanh rằng nâu, Xuân Thanh rằng nâu, một bếp đầu lai còn nha. Rồi còn cái chị ơi, còn rồi em xíu lên mẫu rằng nâu, viên màu nâu, viên viên màu nâu, viên phạm màu rằng nâu, còn rằng nâu, 270.000 thun lưới mẫu nhà em chị, Ngọc Viễn rằng nâu thun lưới, rồi ok chị, 270 đẹp mã đẹp đi, đẹp mã đẹp á, mã trắng trắng đấy. Rồi ai lấy rằng nâu? Rồi em qua test mã đẹp. Nguyễn Phạm rằng nâu 57kg ngang ngô, rằng nâu luôn ngang ngô. Ok Phạm. Chị yêu Nguyễn Thị Trúc Phương kèm số điện thoại. Rồi em lên test mã đẹp nha mấy chị nha. Nguyễn Thị Trúc Phương kèm số điện thoại nha. Bộ này em chụp hình bên băng mà mấy chị hỏi quá trời luôn. Thun lưới vàng nâu dùng, thun lưới vàng nâu dùng cái gì bưng kim, bưng kim kìa. Ok chị, bưng kim, bưng kim chân hai á, 65kg đổ lại. Cố Nguyễn cho mình bộ thun lưới nè. Rồi Cố Nguyễn, Nguyễn Thị nha, có kim bưng kim á. Nguyễn Thị Trúc Phương kèm số điện thoại nha. Vàng nâu cho Hồng Linh, Hồng Linh rằng nâu 270. Trời ơi, ai mà nói cái bếp này mà không đẹp là em nói thật, không có khả năng mua hàng luôn. Mới quay bán quá trời, mới về mới về. Lên dùm em bếp mã đẹp, nó đẹp chưa? Trời ơi là trời, không lấy cái bếp này thì lấy bếp gì mặc mấy chị? Đẹp lắm luôn nha. Rồi lên dùm em bếp mã đẹp, 250.000, sang lắm luôn. 52kg vừa nha. Rồi bé 63kg đổ lại mặc vừa cho em Trang. 52kg vừa cho chị Nguyễn Sáu, chị Nguyễn Sáu có hàng bên em rồi mà. Trời ơi trời. Vừa hết cái rồi, chị lên bếp mã đẹp cho em, nha. Lên bếp mã đẹp cho em. Thu lên mã đẹp kìa. Chị Thu lên bếp đẹp này. Không ghi gì chị Thu lên. 52kg bao đẹp luôn á chị. 52kg bao đẹp. Ủa Thu lên hôm qua có rồi mà ta. Hôm qua Thu lên có mấy bếp này rồi mà. Không lên Thu có 27 có rồi nha. Mã đẹp cho Trần Ngọc Ánh kìa. Trần Ngọc Ánh mã đẹp. Đây. Diễm Trinh mã đẹp. Diễm Trinh mã đẹp. Phương Linh mã đẹp. Phương Linh mã đẹp. Diễm Trinh Phương Linh. 66kg 57. Cũng có vừa không? Vừa á chị. Cái không, cái hàng này không vừa nha. Cái hàng 300 mới vừa. Mỹ Kiều. Mỹ Kiều mã đẹp. Đây. Dung Trần mã đẹp. Dung Trần mã đẹp. Có được khỏi lấy kìa. Lê Loan mã đẹp dùng. Lê Loan mã đẹp. Cái Lê có mã đẹp. Bé đẹp lắm á chị ơi, bé rất là đẹp. Phúc Tấn này con. Chị có không? Quý Kim chị có không? Là chị có gì vậy? Có đơn rồi chị. À chị có đơn rồi đó. Chị có đơn rồi đó chị. Nhá. Rồi bé đẹp giùm em kèm số ngoài. Nguyễn Thị Sáu mã đẹp này. Nguyễn Thị Sáu mã đẹp. Mã đẹp cho Amanda 7. 7 à. Amanda 7. 250.000 giùm em một mã vest nha. Quần ấm nhỏ lâu lâu em giữ heo mã đẹp nhỏ thôi. Giữ heo mã đẹp. Bảy da Amanda vô đưa giùm em đi. Giữ heo mã đẹp, kim chi mã đẹp. Bảy đi mấy chị. Em có màu xanh luôn cũng đẹp lắm luôn, để hoa mặc màu xanh mã đẹp nha. 250.000 giùm em để mặc màu xanh. Ok Tuấn nha, ok Tuấn Anh nha. Đưa giùm em màu xanh với.
mua đi ăn không? Vậy đó. Bé ăn đi. Bé ăn á. Rồi lên bé xanh. Mẹ. Chị cháu. Bé nhà Trang mặc lên cực kỳ ổn. Vừa trước có đặt trên like mà cũng không có ngồi chốt đơn. Rồi. Rồi lên nhà Trang vé xanh. Trường hợp này em không trả lời nha. Không trả lời đâu. Vé xanh kèm số điện thoại 250. 250 ngàn quá đỉnh luôn. Quá đỉnh một cây luôn. Rồi lên nhà Trang hoa xanh. Đưa đây hoa xanh. Xanh 700 đây. Đưa đây đưa đây. Giữ hiền xanh. Giữ hiền xanh. Này. Ý kiều xanh mua đây luôn. Ý kiều xanh. Vân Nguyễn xanh. Vân Nguyễn xanh đưa cho em một ly. Hai bộ cho Nguyễn Châu. Hai bộ cho Nguyễn Châu. Bộ đẹp. Châu Lê xanh. Châu Lê xanh. Thanh Lê xanh. Cái xanh có ba cái chị Kim Thanh Nguyễn Thị vô nè. Đây, đây Kim Thanh Nguyễn Thị. Thanh cho chị Kim Nguyễn. Nguyễn Châu 2. Không, à, cái này là xanh anh không vừa đâu. Có ba anh nè. Trần Ngọc Anh. Kim Thanh Nguyễn Thị. Kim Thanh Nguyễn Thị. Rồi. Kim Nguyễn. Rồi Kim Nguyễn hả? Kim luôn. Chi Kim. Cẩm Tú. Cẩm Tú. Tú Hảo. Tú Hảo. Bảo Ngọc. 270 ngàn. Kiểm chức huyện kèm số điện thoại. Nè. Ở bên đó đi. Nè nè. Bảo Ngọc nè. Trần Ngọc Anh chưa? Bảo Ngọc còn đứng chưa? Chưa chưa. Trần Ngọc Anh nè. Trần Ngọc Anh. Trần Ngọc Anh. Mã kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Vét xanh kèm số điện thoại giùm em. Quá đỉnh luôn á chị. Diễm chút kèm số điện thoại. Diễm chút kèm số điện thoại giùm em chị ơi. Nhớ giùm em phải chia sẻ like để được free ship giùm em nha. Mấy chị mua 2 bộ trang free ship cho mấy chị. Vét xanh chị Hoa Hồng nè. Hoa Hồng. Bao kiểm tra hàng. Mình kiểm tra hàng xong mình hãy nhận hàng giùm em Trang nha. Nhớ rõ giùm em. Kiểm tra hàng xong mình hãy nhận hàng ha. Hàng đẹp mình lấy, hàng không đẹp mình quay đầu về lại cho shop. Ok chưa mấy chị? Rồi vét xanh lấy này chốt này 2 còn 467 bộ này. Hết lô luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái màu xanh này. Màu xanh này nha. Đúng sang luôn. Sang mà xanh xịn sò luôn á chị, cực kỳ đẹp nha. Xanh này sang xanh nè. Trời ơi dép. Trời ơi nó đẹp. Đinh nhung xanh nè. Chân thấy cái màu xanh này chân thích lắm luôn. Cho nên là chân đặt vải mới có nha mấy chị nha. Đinh nhung xanh này ok chị. Dạ 250 23 kg đổ lại nha. 63 kg đổ lại rồi lên giùm em vết dao luôn. Hoàng, đưa lên hộ đi. Sao cho chị Nguyệt Hoàng? Cái sao cho chị Lê Thị Hồng Hoa? Bông hồng kim bông ấy. Là hết vết luôn hả? Bông kẹp số Nguyệt Hồng bông. Một bạn này bông này chưa đến hết. Bông hải bông bông chưa lên. Đặng Trang xanh nè. Màu đen này còn bao nhiêu? Con chưa bỏ thôi. Rồi đen hết rồi. Diễm chất Nguyễn này Đặng Trang hả? Chờ xíu nha. Còn đứng hề. Đen này chân hết rồi nha mấy chị ơi. Đen này còn à. Đấy đây chị Nguyễn nhé. Đó rồi nha. Nên bộ quần ống rộng ra luôn. Đôi màu này em còn à. Mấy bộ thằng ơi để xanh này có ba cái đổ lại có thủy trần vest xanh rồi chồng anh thấy đó con một đen kia thôi đen không có năm năm bộ đen không có sao không đứa đen kia chăm lái đứa đen làm chi chụp mỗi đứa này đó rồi lên giùm em vest đen da giùm em nha đen da nữa đây năm bộ cũng đưa like rồi vest đen da cho em có năm bộ thôi mấy chị ơi hết luôn em mới may thêm cái đen kia đọc tên đen da vét đen da giùm em thủy trần vét xanh trần mai vét xanh hướng vô vét xanh thấy nha thấy nha nghe như người trong đọc tên là mình có mã nha hướng vô vét xanh nè rồi chốt vét xanh hết đi hướng dương còn được đâu hướng dương hoài không bao giờ được chỗ này khác mà hướng dương khác hả từ từ trần kim cúc đen kìa trần kim cúc đen à đen 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 da cái này là đen da đen phối hợp bằng da. Trần Mai vest xanh này. Trần Mai vest xanh nha. Nè xanh nè, Trần Mai thì xanh nè. Cho Trần Kim Cúc chưa? Rồi. Kim Duyên bạch đen nè. Kim Duyên bạch đen da. Có đen trắng rồi mấy chị đen xám rồi trắng xíu. Kim Nhớ đen da nè. Kim Nhớ đen da. Kim Nhớ. Ghi không ấy, Kim Nhớ. 250 ngàn, bao kiểm cho hàng cho em. Hàng đẹp mình lấy đi. Đen da, đen da rồi còn bộ lên đen trắng với kim.
đen da đó mẹ mẹ đặng răng màu xanh nè, đen da đen da đây. Rồi lên đen trắng giùm em nha. Lên đen trắng nè. Lên đen trắng. Cao xanh nè. Rồi. Đi đi. Đen hết đen lên 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 đen trắng mã mới đi mấy chị ơi, lên lên đen mã mới đi. Bộ vest xanh Ngọc Vân. Ngọc Vân có đơn chưa? Ngọc Vân hả? Lên màu mới giùm em nha. Ngọc Vân bao nhiêu ký mày chị? Từ từ nha. Lên màu mới cho em đi. Mấy chị comment là vest màu mới nha. Cái màu đó là màu lô cũ rồi. Lên màu mới cho em Trang. Hồng bộ vest xanh. Lên màu mới ha, lên màu mới. Màu hồng nè, màu hồng với xanh. Chị ơi, xuống cho em với chị hả? Ngọc vẫn chưa còn đơn. Chưa còn đơn. Rồi lên màu mới này, vest màu mới. 62, 63kg đổ lại mặt vừa. Rồi trời ơi, cái màu này quá đỉnh luôn rồi các chị. Ủa? Bao còn thế? Rồi đó. Đi đi đi, không. Rồi lên vest màu mới cho em nha. Hết bao hả? Bao đặt không có đi, đang cháy hàng đó đi. À, Trang Nguyễn đen trắng nè. Đen màu mới nha, màu này màu mới. Anh Ngọc đen dai hết rồi. Lên màu mới giùm em đi. Màu đó là lô cũ rồi, đây là màu mới nha. Mấy chị comment là vét màu mới giùm em. Vét màu mới kèm số điện thoại. Nè Trang Nguyễn này. Sao sáng giờ không có đi mua giùm em đi chị Hồng. Màu mới Kim Thanh Nguyễn Thị. Đưa đây. Đưa đây đi. Đây nè. Rồi màu mới cho ai này? Kim Thanh Nguyễn Thị. Kim Thanh Nguyễn Thị màu mới. Hồng cho... Nguyễn. Hồng Nguyễn màu mới. Đây. Có ai ngoài không? Rồi đưa nha. Màu mới cho em. Màu mới cho Trần Thủy nè. Màu mới cho Trần Thủy 250. Mỹ Trâm nè. Mỹ Viên. Nè vét xanh, vét đen da, vét xanh đen da, vét đen da hết rồi em ơi. Lên màu mới đi chị ơi. Cái màu đen nè. Màu ánh kim. Đây là màu mới nha, cái màu kia là lô cũ rồi. Còn cái năm bộ thì chị hiểu rồi đó. Không, cái này cho chị. Rồi lên màu mới giùm em. Phú Nguyễn vest xanh nè. Phú Nguyễn lấy vest xanh. Có đơn rồi đó. Lên giùm em màu vest đen trắng, màu mới giùm em ha. Màu này màu đẹp lắm mấy chị ơi. Màu mới Nguyễn Thị Mai Phương. Nguyễn Thị Mai Phương bộ này. Màu mới vô đi cho chị Quy Kim này. Quy Kim. Quy Kim màu mới 250 giùm em, chất liệu vải mango bao. Màu mới cho đây chị Hồng Hoa dùng. Đây chị Hồng Hoa dùng. Đây chị Hồng Hoa dùng. Có một cái màu này em nó thật đỉnh lắm luôn. Chị nào mà chịu chơi mặc cái màu này cho em được em. Hoa kỳ màu mới. Hoa kỳ màu mới. Lên giùm em màu mới. Hoa màu mới luôn. Hoa hoa màu mới. Phú Thanh màu mới kìa. Phú Thanh màu mới. Phú Thanh còn đứa nữa hả? Đẹp lắm mấy chị. Ai nói anh đẹp? Ai nói anh đẹp chân tặng luôn. Ai nói anh đẹp mà chân tặng luôn. Mấy chị nghĩ đi, một bộ vé mà 250 ngàn. Ủa, ai bán cho mấy chị? Ai bán? Màu mới cho Ánh Ngọc. Thế á? Đặng Trang, Đặng Trang vô. Đặng Trang mới. Rút le luôn, Đặng Trang, Đặng Trang vô. Ai bán một bộ vé này 250 ngàn em tặng? Rút le nè. Rút le màu mới, Nguyễn Trang màu mới. Ủa người khác đi. Cho Trang ổn miếng túi cho chiến tiếp nha. Đây nhiều hàng hả? Này với cái vai phương này. Màu màu gì? Màu mới, màu mới. Ngân Thủy màu mới, Mai Nguyễn màu mới. Trang bự cho chị Kim Nguyễn dồn và Kim Nguyễn dồn. Đây Kim Nguyễn đây. Còn mấy bộ hai bộ này con lại ai dùng nữa. Màu em mới con đen kìa, màu mới con đen. Chốt lẹ đi em đem màu đỉnh. Mấy chị comment là màu đỉnh. Con màu đỉnh. Con đưa cái màu đỉnh đây. Thế hả? Đưa cái em nó màu đỉnh. Màu mới cho Mai Nguyễn. Rồi. Mấy chị cầm đây là màu đỉnh nha. Màu này là màu đỉnh cho em. Cứ chốt luôn. Cúc thị màu, cúc thị màu. Ai mà gặp hàng Châu nha. Châu 2 bộ hả? Châu 2. Trời ơi, hết rồi. Cứ chốt dự bì đi, có mấy má. Chốt vậy là xíu quạt mất máy cho coi. Cứ chốt dự bì đi cho mấy chị đi. Bên đây còn đứng đó. Quy, quy. Quy à? Bên còn chiếc kiếm mà. Lên cho Trang màu đỉnh. Có cái quy kim mà. Để đây cho Kim bên đây. Bao chị. Cái chị bên hạ xuống đó. Chị bỏ đứng đó. Có hoa đỏ không em? Có luôn chị yêu ơi, đợi Trang xíu. Tìm. Lên giùm em màu đỉnh nha. Cái đó nghĩ giờ kiếm kịp hả? Có bao. Để đừng biết trong bên cháy. Ờ để cho nó cháy được mà. Trời ơi là cái màu này mấy chị em nói thật luôn. Cái màu này bên ngoài rất là đẹp ạ. Nghe lời Trang, vét đừng nên bỏ qua màu này. Thank you.
Trời ơi, là cái màu này mấy chị. Những cái màu ca sĩ ghê màu chưa? Màu đỉnh cho em. Màu đỉnh hả? Ủa màu đỉnh hết hả? Lấy bớt, lấy bớt của sĩ 20 bộ ra bán cho mấy chị đi. Hết rồi mấy chị ơi, em phải lấy sĩ. Lấy quá à, Phương Nguyễn quá à. Ủa chị Thu Lê có rồi một chút thêm hay lấy sao bớt, vậy? Lấy bớt đi ra. Này hết hai cho Nguyễn Châu kìa. Đây, để cháu tặng cho cháu tặng. Từ 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 để em lên. Lên giùm em màu đỉnh đi, em nói thật, đừng bỏ qua cái màu này cho em. Trang có lấy đổ lại nha. Trang có lấy một set trên mặt. Rồi màu đỉnh cho ai? Châu hai bộ. Cho chị Châu hai bộ này. Không có vô. Lấy bớt của sĩ là mấy chị biết rồi đó. Tên gì? Châu Ngọc Vân. Ngọc Vân. Cái màu này Dũng Hồ. Thu Lê có rồi lấy thêm hả? Thế sao ạ? Đẹp quá trời quá đất luôn mấy chị. Hồ này. Hạnh Như màu đỉnh này. Cái này chỉ cần nó xấu nha. Màu đỉnh chị Hạnh Như này. Không lấy cái ghế làm sao em bưng hết trời. Rồi có là mà không có rồi khỏi lấy rồi. Rồi màu đỉnh cho em. Bảo Lê màu đỉnh. Ivy. Màu nó đậm 63kg đổi lại cao 1m6 nha. Bỏ đơn lên đó bớt kìa. Rồi. Bỉnh lắm, cái màu này bên ngoài nó đẹp hơn trong hình gấp 10 lần luôn. Mấy chị mua vest đừng bỏ qua mẫu này cho em. Em nói thật luôn, cái màu này đừng bỏ qua nó. Hoa tay màu đỉnh. Trời ơi, cái màu này mấy chị. Vừa em Mai Vân mã đẹp nè. Mai Vân mã đẹp. Mã đẹp là cái màu cũng trắng trắng, màu cam, phối cam á. Mã đẹp, vest mã đẹp. Đọc tên lên đi. Mã đẹp, Mai Vân. Thêm chút màu đỉnh. Rồi ok. Cái không vừa đâu chị. Màu đỉnh cho chị Nguyễn Anh nè. Rồi ok chị. Có nha. Rồi ai lấy màu đỉnh cứ chốt nha. Để em chia sẻ like về cái trang của em chứ. Ba canh mà còn một tháng cái Duyên ơi. Còn, đợi Trang xíu đi. Chia sẻ like lên cho Trang nha chị. Màu đỉnh cho Kim, cho chị Anh Kim kìa. Anh Kim. Hoa hoa dồn nè. Em nói thật màu này là đỉnh lắm. Mấy chị đừng bỏ sót cái màu này cho em. Em Nguyễn Ngô Châu nghe em chị hai bộ nào chị? Hai bộ nào chị yêu ơi? Rồi hết. Hai bộ nào vậy? Ủa hết bính à? Mấy nào hết bính? Thôi em bị. Lấy ai má chốt đi. Rồi lên giùm em sao không rộng giùm em cái. 59kg vừa nha. Cái gì không xanh đó hả? Rồi đưa giùm em mã hoa đỏ đi. Rồi Trang lên mẫu hoa đỏ nha. Rồi Trang lên mẫu hoa đỏ. Lấy sao không rộng cho em luôn. Lễ Thu màu đỉnh nè. Dư Tuyết lên màu đỉnh luôn. Rồi Trang lên hoa đỏ. Hoa đỏ này có ít quá gì nè. À màu đen con. Mấy chị ơi hoa đỏ này có ít nha. Nè hoa nè. Trời ơi đẹp chưa? Có rất là ít. Dưa tuyết liên nè. Chị nào nhanh tay mới có nha. Dưa tuyết liên. Trường Hà màu đỉnh kèm rất thoải. Rồi kèm sao giùm em. Chia sẻ like lên cho Trang nha mấy chị. Trời sao một phát không hình như vậy. Lên hoa đỏ. Hoa đỏ lên hoa đỏ ni ơi, trời cái hoa này đẹp quá ni ơi. Bộ màu đỉnh nè với bộ bông đen. Là bộ nào á chế ơi? Nè nè, kia nè. Ngọc Cúc Trương. Thương Ngọc Cúc Trương ở trong kia kìa phải không? Ngoài đó có được đâu mà. Ngọc Cúc Trương. Ờ. Đỏ 51 với Nguyễn Châu. Để cho em cái. Trời ơi là trời. Năm đỏ cho Châu. Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Quá mấy chị ơi, em nói thật bên ngoài nó đẹp hơn góc hình trong hình luôn. Năm cho Châu nè. Đẹp. 2 4 tám cặp màu đỉnh nè. 5 Giá hơn đỏ. Giá hơn đỏ. Kim Nguyễn đỏ vô. Đây gì? Giá hơn Kim Nguyễn đỏ. Giá hơn á. Rồi giá hơn đây rồi. Kim Nguyễn. Em nói thật, ở ngoài nó đẹp hơn trong hình gấp 10 lần luôn. Vân Liên. Đẹp giá ma. Ủa bên kia có tiền lễ thì không có, em không bỏ được. Cẩm nè, Trần Hà là một đỉnh với đỏ nè. Trần Hà nè, với đỏ nè. Kim
Em nói thật luôn, hôm này em may rất là bự. Thêm 5 nọ, thêm 5 nọ cho Châu. Em đặt cái thêm 5 nọ cho Châu đi. Đó, đúng như đó. Ashley, mẹ hoa đó, Ashley mẹ bao mẹ. Ashley, mẹ Ashley mẹ nha. Ashley đi. Hoa nở cho Út Tâm kèm số thoại. Út Tâm kèm số thoại. Hoa nở cho Nguyễn Ngô Châu nghe có đơn này. Nguyễn Ngô Châu nghe bên đó. Mấy chị cô xong em nói nha, form này từ 55 tới 66, 65kg đổ lại mặt vừa cho em Trang nha. Mình bỏ áo vô quần cũng được nha, bỏ áo vô quần cũng được mà bỏ qua ngoài cho em cũng được. Mặc kiểu nào nó cũng xong nhé. Mặc kiểu nào cũng xong hết nha. Màu mới đen, thanh tê, màu mới đen còn không? Còn, màu đới mới đen còn á vest đó. Bỏ ra ngoài quần cũng được mà bỏ bên trong cũng được cho em. Út Tâm nè. Út Tâm Duyên. Trời ơi cái màu đỏ nè mấy chị. Đỏ mà pha đen. Đây, mà còn cái lá lá màu nâu nó mới chết người chứ. Duyên Nguyễn. Lá đỏ là cái kim Duyên mạch vô này, kim Duyên mạch vô. Này có đơn rồi đó. Đây đây kim Duyên mạch đây. Thấy Nguyễn đỏ. Rồi nè kim Duyên mạch này. Thấy Nguyễn đỏ. Rồi ok chị, cái chốt đỏ mấy chị đẹp lắm. Đỏ này mà không lấy em nó thật. Hối hận cuộc đời. Không có ai có luôn. Hứa danh dự 1.000 luôn nha. Trời ơi 60kg bao vừa tình yêu, không là Trang may bự mà. Cái này Trang là từ 50kg đổ lên là okay. Trang là Trang đang kẹp đằng sau luôn á nha. Form này là em nói luôn, chị là mà dưới 50kg mặt rộng thích thì đi bóp lại nha. Còn trên 50kg mặt bao phê luôn nha. Mặt bao phê. Đừng mai có đơn chưa? Đừng mai hả? Chúng ta thì kèm số thoại đó chị, còn có 50, kèm có đơn kèm vô nữa. 50 tới 65, tới 6, 6, 7 gì cũng được. Cái form này Trang may bự nha. Con này chân may rất là bự cái này. Cái tay em này, đỏ, may đỏ đi. Đó. Bên đây chị nào mà tầm 65, 66 gì cũng được hết tại vì con này chân may rất là bự. 55 kg. 55 kg được. 55 kg mặc bao đẹp rồi đấy nha. Rồi qua mẫu luôn nha. Rồi lấy giùm em cái mẫu. Cái này 250 nha. 250. Bỏ có bỏ có. Đi hoa đỏ. Màu đỏ chứ thanh tê màu đỏ luôn. Rồi lên giùm em lá nha. Trời ơi tranh thủ mấy chị ơi, cái màu lá này đẹp nè. Rồi trên đây nóng rộng cho nha. Hôm nay là nhiều hàng lắm, mình lên từ từ cho em. Màu đỏ đó nè chị. Trời ơi là cái màu này mấy chị ơi. Trời ơi là trong túi em đỏ đây. Đây lá đây. Rồi Thúy Quyền có đỏ rồi. Lên cho Trang lá rồi nha. Lá rồi, lá rồi. Rồi nhìn chiếc lá. Cái bài này rồi nhìn chiếc lá Diễm Phương Thanh. Chị đâu có đơn kèm dùng đơn nha. Trời ơi cái màu này đẹp quá mấy chị ơi. Em dung mặt chưa? Rồi. Em chuẩn hàng rồi, hàng đẹp lắm. Hàng đẹp tích cực. Ok. Cảm ơn tình yêu nha. Hàng đẹp chia sẻ like lên. Đây nó có cái tủ thấy có phải không? Tủ ở trên tủ kìa phải không? Trên tủ mềm không tay á. Có mình xanh đi nghe ra đúng không? Đó. Rồi lên giùm em màu này đi. Lên giùm em màu lá đi. Trời ơi là cái màu lá. Lá đẹp quá nè. Hoa nở cho hoa hoa dùng nè. Hoa hoa này chị. Trời cái màu lá này đẹp quá trời. Bác không kẹp đằng sau là được rồi. Ni ơi lên màu lá ni ơi, đếm số lượng ni ơi. Trời là trời chết người luôn á trời. Ôi em nói thật luôn á chị, nhìn trong hương nè. Cái bà đen phụ này 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 cái chị nữa có bỏ cái máy vậy? 359. Trời ơi là trời, coi nè mấy chị. Trời ơi là nó đẹp màu lá cho em nha. Trời ơi đẹp quá à. Đẹp quá trời quá đất luôn á. Nhiều không còn nhiều không? Đưa đây em đi màu lá đi. Năm lá cho Châu. Đẹp quá trời ơi màu đẹp. Mà Châu này cái màu này là đẹp nhất trong lô Giáo luôn. Giá Hưng lá đen Nguyễn Châu Năm. Cái màu này là Trang thấy đẹp nhất trong lô này luôn. Giá Hưng. Châu Năm. Trang Nguyễn Dồn. Trang Nguyễn Trần Mai. Trang Nguyễn Vân Liên Trần Vân Mai. Liên Trần Mai. Ashley Nguyễn. Ashley Nguyễn. Ai rồi? Quý Kim Dồn kìa. Quý Kim Dồn.
này mai chưa? Vẫn tân mai năm đó kìa, tân mai tính không, tính không luôn. Tân mai đó. Cái lô này em thấy màu đẹp nhất. Đang rồi á. Đang rồi. Đang rồi có bên này. Lê Thu 772 vô nè, Lê Thu 772. Lê Thu 772 á. Đang Nguyễn luôn nha. Mấy chị qua này, cái quần này kéo tới nách luôn. Thêm 5 cho Châu luôn. Mà nó vẫn còn dài. Thêm 5 cho Châu. Cảm ơn Trần Thiết. 2. Tên Nguyễn luôn nè, Tên Nguyễn. Lại cho Thu Lê kìa, lại cho Thu Lê đầy đủ á. Thêm lá da hơn, thêm bộ lá đen kìa. Thêm bộ lá cho Giang. Giang Nguyễn Giang này. Giang Nguyễn Giang lá. Đưa giùm em một viên nha. Mấy chị coi này, em kéo cái quần mà lên tới nách luôn. Mà đáy nó không bị rời phô nha. Mấy chị mua chỗ khác là đáy nó xấu lắm. Này mấy chị coi này. Em kéo lên tới tới này luôn rồi, mà rồi, nó không bị điện thôi cái đấy. Mấy chị coi này, đẹp chưa? Em nói luôn nha, lô này là tầm 50 Trần Thu Hiền 50, Trần 50 ký trở lên Trần Thu Hiền. Giảm chút Nguyễn Trần. Cho nên chị nằm mà bụng bự hay là gì là mặc cái bộ này không thấy bụng luôn. Em khuyên chân thành luôn. Tại vì cái form này em size L nha. Form này là em trang size L. Cho nên mà thì mặc sướng lắm. Thêm một bộ nữa, lấy thêm Trần Mai thêm một bộ nữa. Mai thêm bộ nữa. Đã không Trần chưa? Rồi. Chắc bữa nay em mới mai size L chở đi quá à. Nguyễn luôn. Nguyễn chút Nguyễn luôn mẹ. Thấy chưa? Đây, thấy chưa? Đây rồi. Thảo bi lá nè. Thảo bi lá. Lô này đẹp nhất. Em biết thảo bi lá chưa? Lá. Ngọc Phạm lá, Quang Văn lá. Chồng ơi. Chồng. Con này đây đi. Này này này. Con ngọc thả có đơn chưa? Hết bên. Cầm đô cái đã, cầm đô cái đã đi Hồng ơi, chúng ta xuống. Tắt mai bây giờ. Không, không có bó tròn, không có bó tròn. Nghĩa anh em có phải Trịnh Hải vô. Bỏ với Trịnh Hải đi, nè nè nè. Màu này đẹp quá Trịnh trời. Đâu có bó. Trời ơi, Trung Niên này trời. Trịnh Hải. Sao rồi, vậy? Trung Niên đây. Hàng người ta là hàng Trung Niên mà hàng trẻ mà cũng được. Trời ơi. Nguyễn An kèm có phải An ơi, đã có đơn đâu An. Cô có đơn này, cô lên xanh. Anh, kéo 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 cầm cái thúc nha. Rồi quá thầy. Thẳng. Thì một mặt qua một mặt trắng đó. Nguyễn Thiện Ngọc Lan. Rồi lên màu xanh này. Trời xanh xa quá. Cái này được 5 ly nữa. Có đơn này Phương Hà đây nè. Bữa đỏ lấy lá hả? Cuối lòng mình đuổi xả giùm em nha. Bữa đỏ lấy lá. Rồi lên giùm em màu xanh đi mấy chị. Anh này, Trần Hương. Cái kẹp đó rồi. Rồi lên cho em màu xanh. Trời ơi, xanh này cái lô đầu tiên em may cổ đủ mà chị. Tặng trang lá kìa vô. Tặng trang lá vô. Em may cổ đủ mà không. Tặng trang kìa. Em may cái vôm này nè, cái vải này nè mà cổ đủ. Em không đủ bán cho chị luôn. Đỏ lấy lá đó. Một màu ha, một màu hai cây. Một màu hai cây mà em không đủ bán cho mấy chị cái màu mày xanh này. Lại em có tầm 50 bộ nha. Thảo Hồng Trần có lá được không? Đây đúng 50 bộ luôn, mấy chị thấy làm sao không? Mày lấy lá kẹp xuống ngoài Mỹ ơi. Rồi lên giùm em màu xanh mơn 50 bộ. Trời ơi là trời nó đẹp. Trời ơi cái form này chị nào mà bụng bự ha. Ta nói mặt là nhỏ số 1 luôn. Thì cái lơ bông này nè, bông đó đâu, chút bông là ở sau trắng đó. Xanh xanh 10 hả? 10 cho chị à. Xanh 10, xanh 10 cho Châu. Nè Nguyễn An nè, Nguyễn An nè. Đó. Lái Trần Hương. Lái Trần Hương rồi có xanh thôi. Xanh 10 nè. Em mua quần dài. Xanh cho Trần Kim Cúc nè. Cái nữa chị mặc hơn nắng. 10 phải không? Mua hoa, trời ơi chị ơi. Quần anh may 98 được 1 mét rồi trời. Chị để cho những người nào mà 1m55, 1m6 thì người ta mặc với nha. Nè, chị thấy em nè, em cao 1m58. Mà em may đôi mang Trang Nguyễn, mang đôi giày 1m5. Và quần em kéo tới nách luôn, chị thấy không? Chị đi chị đâu có đơn kèm giường đó là được rồi nha. Em đứng sao mà nó có quần dài nè, trời ơi, mấy dài gì nữa. 250. Khách đem chưa ai kêu mà nhà em quần ngắn nhé. Mấy phương dồn. Mấy chị chỉ có mua hàng chờ mới ngắn thôi nha. Thì nhà em là không bao giờ may quần ngắn. Không tiếc gì vải mấy chị hết. Nhưng mà may quần 98 là hàng chuẩn rồi. Thanh cho Kim Thanh Nguyễn. Hàng chuẩn rồi mấy chị. Kim Thanh Nguyễn Thị Xanh. Thủy Trần kèm tốt vậy. Chuẩn rồi mấy chị ơi. Quần 98 là chuẩn rồi. Đừng có là bự lên.
dài lên nữa. Xanh cộng xanh nguyên thủy luôn. Lá nha em ok chị. Xanh nguyên thủy nè. Xanh nguyên thủy nè. 10 cho xanh cái thủy trần này, xanh nguyên thủy. Kèm số thầy 250 nha. Bộ nào cũng muốn mua dạ. Ngày pin luôn. Ngày pin ngồi được đó. Được rồi. Rồi còn mã beo lên cho em luôn đi. Beo có ít quá vậy. Trời ơi là trời beo gì mới có hai ri vậy trời. Xanh chị Hoa Kỳ kìa. Hoa Kỳ Trần Mai. Trần Mai Hoa Kỳ Trần Mai. Để em lên beo cho beo siêu đẹp luôn. Mẹ tôi cứ beo đó giùm con. Nguyễn Hành Xanh. Nguyễn Hành Xanh. Không bỏ áo quần cũng được cho em nhé. Thủy Nguyễn Xanh chọn đơn 359 nè. 359 nè. Thủy Lê Xanh rồi ok. Đẹp chưa? Quần dày là vừa rồi. Dạ. Cho con thêm hai xanh đi. Máy xanh luôn, máy xanh luôn. Đó rồi rồi. Không bỏ áo ra quần cũng đẹp. Bỏ áo với quần cũng đẹp luôn á chị. Em may form đẹp lắm. Bộ nào cũng muốn mua. Dạ cảm ơn chị. Nguyễn Mỹ Xanh, Lễ Huyền Xanh rồi ok. Mấy chị thấy không? Lô này em chưa đóng xịt bất cứ một ai luôn. Nói riêu là không có lọc đứng đây bán hàng luôn. Về tối hôm qua không rảnh mà để chào xỉ luôn. Em may lên em like mẫu mới cho mấy chị luôn. Làm mấy chị hiểu rồi đó. Rồi lên mã beo luôn là hết nha. Là soi qua mẫu mới. Lên beo cho em. Beo được có 2 đi thì trời. Quan beo sao được có 2 đi vậy trời. Trời ơi là trời. Đưa giùm con cái túi beo mới. Beo được có 2 đi thôi nha mấy chị nha. Được 20 bộ thôi. Beo được 20 bộ. Xanh cho chị Phượng Nguyễn. Vỏ bích một bộ xanh nè. Cái máy vậy? Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn đây. Mẹ đưa túi beo. Mẹ đưa đây nè. Thủy Nguyễn. Mẹ đưa đây nè. Có bộ đơn gì đây nè. Bộ đơn gì chắc bộ đơn gì chứ. Rồi lên giùm em. Thủy Nguyễn này có bộ gì đó nha chị. Gì được tăng à? Sao cho Ashley Nguyễn này mình tặng được không? Không không ơi kẹt không được. Thuyền Nguyễn này có bộ gì ta? Đây cho Tuyền tặng nghe. Đây cho Phương Lê. Trời ơi chưa mặc beo luôn á. Phương Lê khách cũ á. Chưa mặc beo luôn. Em trang chứa mặc beo luôn. Vôn beo này ít quá. Không có vải mấy chị ơi. Được có 20 set thôi. Nè xanh nè. Rồi lên quân beo nha. Xanh xe ngô dồn, cái xanh xe ngô dồn. Rồi được 20 bộ thôi ngô dồn á. Beo này em trang được 20 thôi nha. Beo cho Tuyền bạn. Beo mời cho Nguyễn Châu. Cho con bộ tiền bạn. Trời ơi có 20 bộ mà Châu mà lấy hết 10 bộ mẹ thôi. Xanh xe ngô chưa? Xanh lá cho chị Nguyễn Quyên. Tiền bạn đâu đâu? Beo đâu? Beo. Beo chị Nguyễn Thị Mai Phương Kim Nguyễn. Rồi, Nguyễn Thị Mai Phương Kim Nguyễn. Nguyễn Thị Mai Phương Kim Nguyễn. Rồi rồi rồi. Trang Ngô á mẹ. Rồi ok. Vân Liên Duyên Nguyễn nè, Hương Dương nè. Có bông không em? Trời bông Duyên bông Nguyễn. Bông chân lai nãy giờ luôn đó chị yêu. Còn dạ, bông chân lai nãy giờ luôn á. Con có ghi xe mua mà. Rồi cho chị mua vết màu mới và một bùa lá. Lá đi tìm cho mấy cái dồn đơn đi. Cái gì vậy chị nói gì? Vân Liên Duyên Nguyễn Hướng Dương. Vân Liên Duyên Duyên Nguyễn. Đeo đẹp quá nè mấy chị. Vân Liên Duyên Nguyễn. Duyên Nguyễn. Duyên Nguyễn. Hướng Dương. Nếu còn một tay nó cho ai đẹp. Hướng Dương. Nguyễn Thị Mai Phương Duyên Nguyễn. Hướng Dương nè. Nguyễn Thị Mai Phương. Mấy nàng 50kg. Mai Phương Kim Nguyễn luôn. Cami Trần. Mấy nàng dưới 50kg người ngó thôi. Tội ghê á. Không, Nguyễn một bộ beo thôi, xương này. Chịu khó đi này. Tại vì biết sao không, cái lô này lâu lâu để dành một lô đẹp cho mấy bà mà trên 50kg. Mấy bà mặc cái mấy bà cứ ren hoài luôn nha. Ai mà 48kg thì hơi rộng chút xíu thôi. Mình về mình. Cái bà 50kg. Cái bà Cao Minh Trần đâu rồi? Để tôi ghi cái bài của bà lại coi. Kiếm người mọi thôi. Đâu rồi? Bà nói chuyện mắc cười ghê á. Vẫn lấy rồi đó. Bên em không bán đồ ngủ chị ơi. Thì bên em là hàng thời trang. Cũng làm cái này hơi rộng. Đâu rồi cái màu xanh ở trên đó đâu rồi? Đây 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 đây, màu xanh này chị bao bên này. Không, màu xanh ở trên đó. Đây chị ơi, màu xanh này chị em còn à. Còn 10 bộ thôi. Lẹ lên em lên xếp băng gồ. Thúy Nguyễn nè. Được không, bỏ bao đi. Thúy Nguyễn muốn làm cái này hơi rộng nha. Rồi chị lấy xanh đà, xanh đậm này đúng không? Đấy thì ok giùm em nha. Hoa xanh. Chị lấy hoa xanh này chốt giùm em hoa xanh nha. Chị nào chưa có lấy hoa xanh này. Mặt dồn beo. Chị nào mới hỏi đây bộ này. Chú có
bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Thứ hoa này trời ơi, em sẽ lấy bộ này em mặc, em sẽ đi bóp lại miếng xíu em mặc. Rồi chị nào chưa có xanh lấy xanh nha, hoa này đẹp lắm, hoa xanh này. Hoa xanh, hoa xanh kèm số điện thoại. Cái gì vậy? Cháu bươi quá phải không? Ừ, cái đó. Hoa chị xanh à, nha. Chị lệ thu áo màu đen, áo màu hồng ra kìa. Hoa xanh kèm số điện thoại cho em. Rồi cho lấy xanh mang mồ luôn. Hoa xanh chị Dương Nguyễn này, Dương Nguyễn vô này. Đây, Dương Nguyễn đây. Dương Bạch Lợi Tâm đây. Cho bù đó. À, lên bếp trắng rồi này còn này, trời ơi, bếp trắng này chưa lên nè mấy bà. Con mẹ bùi đó. Hoa xanh cho chị Trần Kim Phúc ngày bên luôn. Rồi bếp trắng này đang còn mấy bộ không nha. Trần Kim Phúc, Nguyễn, Ngài Bin. Trần Kim Phúc. Ngài Bin, Trần Nguyễn. Ngài Bin đây nè. Đây. Ngài Bin, Trần Kim Phúc. Trần Kim Phúc, Tân Yên luôn. Bếp trắng đâu. Đâu mà bùi cho Bin Bin phá nhỏ, bếp trắng không nhỏ đâu. Nè. Đâu. Cho con bộ, bộ bộ meo tiếp, còn meo không? Còn. Đây nè. Trần Kim Phúc nè. Sao lọt cái bộ này thôi vậy? Ngon thì bùi. Mẹ tiếp quá, mẹ tiếp quá, mẹ tiếp quá thôi. Rồi lên bếp trắng em còn mấy bộ nha. Hoa xanh cho kim lành trùng. Rồi bếp này em còn mấy set thôi. Thị lấy hết rồi mấy chị ơi, chưa buồn nha. Chưa buồn mấy chị. Này kim lành trùng hoa xanh này. Còn beo không? Còn beo đi. Beo lên con đi. Beo mở cửa giá tiếp. Rồi lên bếp trắng này còn mấy bộ. Rồi bộ xanh chị Liên này. Rồi bộ xanh chị Liên này. Hết ra rồi. Bếp trắng trăng hết rồi nha. Còn mấy bộ thôi. Bếp này trăng đang may lại luôn nha. Bếp này em trăng đang may lại. Bếp trắng này em trăng đang may lại. Rồi bếp trắng 250 63kg đổ lại mặt vừa 48 tới 63 ha. Cái bộ này chăng cuối. Anh phải để đi ra mua không cân mấu sữa. Cân cất được cái sữa thôi mà hoa thì chứ cũng được. Đi chăng từ mấy lần nữa má. Rồi 50, 48, 47 tới lần 63kg đổ lại bếp trắng. Để đài đi. Còn mấy bộ? 2 này. 4 này, 5 trắng thì trâu, 2, 4, 5 hết mẹ luôn rồi. 5 bộ cho trâu luôn, còn bộ, chỗ béo thì xa quá. 6 lắm đi trâu ơi. Thôi để cho khách đi con. Thiếu khách cái gì vậy? Đâu có, chỗ khách lẻ không có mà mua. 5 bộ, bỏ đi cho trâu đi. 6 con, 5 bộ. Vâng, gì? Trắng cho chị Quý Kim. Trắng là Quý Kim mà nhập đây. Rồi lên màu xám. Để cái búa ra đây. Rồi lên trắng. Cái còn bộ kìa. Quý Kim mất Quý Kim. Rồi hết trắng rồi mấy chị ơi, lên xám cho em. Trắng nó chị Kim định bắt này. Chứ lại nó chị Phi gì lấy. Bỏ không nhỏ qua đây xíu là chị học cái chỗ màu xanh đó. Ờ đúng rồi. Đi mình Phi lấy. Nhưng mà chị lấy hết, chị Phi Long thì lấy đó. Phi Long lấy lần 2-30 bộ luôn rồi. Hết trắng rồi lấy xám đi mấy chị ơi. Rồi lên màu đẹp cho em nhá, lên màu sang đi. Lên màu xám cho em nhá. Rồi lên màu xám cho em. Đen da hả? Bếp xám. Đợi xíu lên nóng rộng cho. Bếp trắng cho Kim Cúc chưa? Rồi, lên bếp xám đây. Bếp xám còn mấy bộ nữa. Không lên bếp trắng á, không lên, không lên. Rồi xám, xám mấy chị ơi. Màu xám này đẹp lắm nè. Một trắng, một beo, một xanh đó. Đẹp chưa? Rồi lên xám cho em trang nha. Chuẩn bị em lên bếp măng gồ ống rộng cho mấy chị. Một trắng, một beo, một xanh. Rồi lên xám đi con. Mày xám nha, ai hụt một cái lên xám cho em đi. Xám này đẹp lắm mấy chị ơi. Đen da cho Quy Kim mất hết. Đen da cho Quy Kim mất, bỏ đi Quy Kim đi. Đen da cho Quy Kim đi. Có bỏ đi Quy Kim đi.
Rồi lên xám giùm em nha. Màu này bên ngoài rất là tây. Rồi xám này. Chị nào mà thích màu mà đơn giản. Xám. Này màu xám đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 250. 250 ngàn giùm em. Chị nào muốn không? Trần Thị xám, Phương Linh xám. Cô Châu xám xám lấy 5 cho Châu. 5 cho Châu. Châu Huỳnh xám. Còn không? Còn xám không? Tôi cho em cái. Linh Trúc xám luôn. Ok chị. Phường Nguyễn Xám. Có Phường. Đây. Còn đây tay ngắn đây chị đó, tay ngắn đó. Rồi Trang lên sẽ long rộng rồi hết sáng luôn nha. Phường Nguyễn Xám lấy chốt nha. Phường Nguyễn Xám nè. Dơi ống rộng lấy giùm em. Dơi ống rộng nha. Tay ngắn đó chị, đang lấy hết, đang lấy là tay ngắn hết. Rồi Trang lên dơi ống rộng nè. Form này à. 65kg đổ lại mặt vừa cho em luôn ha. 65kg đổ lại mặt vừa. Lam chuông bét trắng hoa xanh. Bét trắng hoa xanh. Ăn lên em, không phải nổi trắng. Ăn, ăn, ăn Nguyễn, Nguyễn An. Ai không? Phường Nguyễn. Phường Nguyễn là thích cái đá. Rồi lên tay ngắn giùm em chơi. Form này là như quý bà luôn. Rồi lên giùm em mã chơi nha. Ấm to. Ấm thiệt là to luôn nha mấy chị. Trời, bộ này mặc quý phái lắm mấy chị. Nè, mấy chị nhìn cái ống chân mặc nha. Đúng rồi. Đó, nhìn cái ống chân đang mặc nha. Rồi lên giùm em chơi đi, ăn kèm số điện thoại. Cái tay này em may dễ thương chưa? Rồi từ 48kg tới 62 có 3kg đổ lại nha. 65 trên 1m6 dùm em là mặc được mẫu này. Mẫu này em còn ít luôn. Mẫu này còn rất là ít. Rồi lên cho Trang mã này luôn ha. Hoa văn da, đen da. Kèm số điện thoại mấy chị comment dơi nha. Dơi hoa văn đen. Kèm số điện thoại cho em Trang. 48 tới 65kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Mẫu này dơi. Đọc tên. À, 20 bộ đi. Dơi 20 bộ đi Châu. Dơi 20 bộ đi Châu. Coi vô trong kho lấy giùm em. 20. Nó 4kg vừa hoa văn này á. 64kg đổ lại mặt vừa kèm. Hôm qua bộ này chưa hả? Em cũng nhớ đó chị ơi. Mẫu này mẫu mới hoàn toàn. Cái form quần này trời ơi, thịt đã luôn. Cái form này là khách nhà em rất là thích. Thủy Lê nha. Đưa bé đưa bác Thủy Lê. Vân Liên 2 bộ. Vân Liên 2 bộ. Ra bỏ cái bỏ ra bỏ hàng tiếng ơi. Vân Liên 2 bộ nè. Đẹp chưa mấy chị? Ôi, cái bờ lắm bộ đây. Này, Vân Liên 2 bộ nè. Lắm bộ. Hết à, con nó cũng lúng nó một chút. Góp được. Vân Liên 2 bộ. Vân Liên 2. Nó sẽ không đô nữa. Rồi, ok, ok. Không, nó cái chỗ đóng rồi nhỏ để sau rồi tối đó. Đóng đó. Ui, tức không lúng nó ịa. Mi Lê dồn nè. Mi Lê Nguyễn Nhài dồn. Mi Lê Nguyễn Nhài dồn. Nhài à. Mi Lê màu trắng. Cầm nhiễm có đơn chưa? Còn đó, còn màu đó đó. Mi Lê. Trần Mai. Nguyễn Nhai hả? Nguyễn Nhai, Nguyễn Nhai, Hoa Kỳ. Nhai Hoa Kỳ đây. Rồi đem em cho chị VV Quát nè. Giờ trắng lấy 20 luôn, ok Châu. Không, 20 chứ. Rồi, rồi, giờ trắng cho, giờ trắng cho Nguyễn Châu luôn. Bé thương con bé. Giờ trắng cho. Hàng xếp nào? Hàng xếp bằng kỳ lạc. Hàng xếp bé tao đi. Không có ai đâu. Chứ cỏ đó con bé. Để lên cái bả đó mà mình cứu này. Chị xíu đi, giờ đang like mà. Nguyễn Nhai, Nguyễn Nhai bên không có thuốc. Nguyễn Nhai đây đây, đến đây nè. Rồi lên giùm em mã VIP nha, dơi VIP. Cái này là lụa. Cái này là lụa nha mấy chị. Cái này là VIP, mã VIP. Cái này là lụa, phi lụa giùm em. Cái này là phi lụa nha, mã VIP giùm em ha. Cái này là hàng hàng VIP nè. Lụa, lụa satin rất là đẹp luôn, giá 260 giùm em. 260 mã VIP giùm em. 260 mã VIP. 60 mã VIP. Lấy VIP đi chị, hết đen rồi. Lấy VIP đi chị ơi, gu xì đỏ. Cũng không biết. Gu xì đỏ giùm em. Gu xì đỏ, đẹp lắm. Kim Ngọc VIP. Kim Ngọc lấy VIP. Có đâu VIP, hàng đâu. VIP đang lấy. VIP cho Trần Mai. VIP thêm 5 Châu. VIP thêm 5 Châu. 5 cho Châu, VIP cho Trần Mai. 2, 4, 5. Trừ
không? Trần Mai Dồn. Trần Mai Dồn. Trần Mai Dồn không? À đâu đó. Ghép hai chữ sau đi Trịnh Hải. Trịnh Hải. Hải hả? Trình em nói luôn không? Nha, mấy chị mà nhận luôn. Mấy chị nhận hàng cái bãi này đó, nó thật siêu đẹp. Trịnh Hải này, chị biết nè. Đi đi quá. Đi đi quá nè. Quá, Vi ơi, hôm nay lựa rồi chốt đi luôn nha. Còn còn có lựa gì đem biết cho chị à? Có không biết có đánh có. Có chị đây rồi, đây rồi. Huỳnh Điểu nè. Huỳnh Điểu biết. Giá hơn dường. Giá hơn dường. Cái gì em rằng luôn. Con quần to nha mấy chị nha, ống to. Ờ được nha, Diệu ơi, biết cái chị Vân Liên một. Giao tối em ơi, sao mà quần ống to có vậy nè. Em đứng xa cho mấy chị quay cái phong quần nè. Nhớ giùm em là phong này là phong quần to. Mấy chị muốn nhiều nhận tiền khoản cọc cho em nha. Con quần to giùm em. Nhớ canh điện thoại cho mấy chế. Chứ không phải là giao hàng tối em ơi, sao quần nó to quá vậy. Thu hàng VIP. Chia sẻ like lên giùm em nhé. Còn hai VIP luôn. Chị mua nhiêu kìa. Vương Kiện Úc Yến kèm số thoại. Số 5 ký hả? 6 5 1 6 cho em. Trời đừng nghe số 5 có chọn nha. Số 5 mình vừa lắm chị ơi. Mét rưỡi nha, số 5 ký 1 6 nha. Rồi lên răng. Lên răng cho em nha. Răng đẹp lắm này, răng nâu trẻ nó tay lắm. Răng nâu rất là tay luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xanh này đẹp lắm mấy chị ơi. Xanh này đẹp kinh khủng luôn. Rồi lên xanh đi ơi. Rồi lên xanh. Ống to nha mấy chị nha. Ống này chợ đẹp lắm. Em đang may một lô nữa. Em đang may một lô này nữa. Nhưng mà họa tiết khác, vải khác, vải cao cấp nha. Nhưng mà vải phải nửa tháng là mới có nha. Rồi lên xanh đi. Ủa Châu ơi, phải xanh này đúng không? Xanh này đúng không Châu? Thúy Lê. Rồi chốt rồi, chốt rồi. Rồi xanh hai bộ là hai màu. Ba bộ với Thúy Lê. Rồi chốt rồi, chốt rồi. Không, đây nè. Xanh như Kim Nguyễn kìa. Xanh như Kim Nguyễn. Dường đơn với chị một hoa đen, một vàng nâu. Vàng nâu, Trừng Mai đâu rồi? Chưa Trừng Mai đâu rồi? Trừng Mai, Trừng Mai. Vàng nâu rồi nè. Hoa đen nào hả à, người ơi? Hoa đen nào vậy? Vân Liên 2. Đây. Mi Liên, một xanh. Vân Liên mua nhiều đi. Vân Liên 2 mua nhiều chuyển khoản giùm em nha. Vâng, cái chị nào mà mua nhiều chuyển khoản. Gọi bắt máy trước tiên đó kìa. Ừ. Vấn đề là cái gọi á, gọi không máy. Vân Liên. Mỹ Lê này, Mỹ Lê này. Xanh này đâu ơi, phải xanh này lắm Châu. Xanh này đẹp lắm. Xanh này vải này em đặt mấy nguyên cây mấy chị nha. Ôi chị beo 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 qua vàng nâu ống rộng này giúp chị. Mỹ Lê có không? Đổi đổi beo qua vàng nâu kìa. Kim Kiêu Mạch đổi beo qua vàng nâu. Kim Kiêu Mạch tên không kìa. Đổi beo qua vàng nâu đi chị. Đó, đó, đó. Mấy chị có làm mua chắc chắn đừng đổi xả nha. Bây giờ đơn nhiều lắm chị. Hoa xanh hoa lấy cho. Đổi beo qua vàng nâu. Xanh beo. À chị beo chị nâu kìa. Vàng nâu vàng nâu. Xanh vừa giùm em. Beo nào. Con đổ qua đó với theo đâu. Em tổng cống hết cho chị biết. Like sau em mới tổng cộng được nha. Hoa xanh đang mặc hai buổi Trần Mai. Trần Mai có nhiều chuyển khoản luôn nha. Trần Mai nha. Trần Mai hai bộ rồi nè. Trần Mai mua nhiều á. Rồi qua mẫu luôn. Chị gửi mẫu qua rồi á. Thì rồi để em cứ đem qua. Chị lấy sỉ nha. Em thì mới chịu khoản cọc trước nha Mai nha. Xíu cọc cho. Xíu cọc cho nha. À ok. Ủa này là. Này là mùi nha. Bếp đổi sang rằng nâu được. Bếp đổi sang rằng nâu được Phương Thảo kìa. Rồi lên giùm em hoa đen. Biết rồi sang rằng nâu. Hoa hồng đen. Nguyễn Anh xanh dồn nè. Rồi hoa hồng đen. Nguyễn Anh xanh dồn. Rồi lên cho trang hoa hồng đen. Đẹp chưa? Không lưới còn chị ơi, không lưới còn màu khác. Rồi hoa hồng đen này chân còn. Hoa hồng đen mà ống rộng đó chị. Hoa hồng đen chân còn ít nha. Rồi ai lấy hoa hồng đen chốt giùm em này mẫu hoa hồng đen. Mẫu này còn ít lắm. Lấy ra giùm em mà số lượng bao nhiêu. Rồi hoa hồng đen đi em. Hoa viên Gia Hưng, Vân Liên. Gia Hưng đây. Gia Hưng, Vân Liên. Phát đặt luôn kèm số điện thoại. Gia Hưng, Vân Liên đây luôn. Gia Hưng, Vân Liên này. Phát đặt luôn kèm số điện thoại. À biết không? À, phạt đặt luôn. Cái bé xanh trong kia mình có, bé ống rộng bé xanh đó là. Phạt đặt luôn còn thương. Cứ chọn đi chị rồi chuyển khoản sau giùm em nha. Cứ chọn đi đã. Em đăng lan chưa tổng cộng được. Đăng lan mà sao tổng cộng. Rồi 250 giùm em nha. Mở này 250 giùm em. 48 tới 63 kg đổ lại mặt vườn. Rồi ai lấy hoa đen chút kiểu trang hoa đen. Dạ rồi ok chị. Mình xin đi coi. Phát đặt luôn nè. Phát đặt luôn lấy hoa đen hả? Rồi hoa đen. Rồi hoa đen ai lấy chút giùm em nha. Có của anh chị ơi, quan cổ đổ có gì được. Con rồi lên giùm em quan cổ đổ luôn. Đọc tên em đi. Rồi ai lấy hoa đen chút giùm em nha. Nha nhân viên cho đọc Chi tên. Nguyễn Hoa Đen, Thanh ừ. Trường Hoa Đen. Rồi, nha nhân viên cho đọc tên. Mai Nguyễn Hoa Đen luôn. Rồi, lên quanh cổ đổ đúng không? Rồi em lấy cái bộ lưới hoa lông nâu này đẹp này mấy chị. Xong rồi Vương lên Hoa Đen. Yến Nguyễn Hoa Đen. Nha nhân viên cho đọc tên nha. Con lên hoa lông nâu. Hoa lông nâu thun lưới đẹp lắm nè mấy chị. 270 nha. À, cho hỏi này nè. Này con vô bộ.
Rồi lên chỗ bếp lưới, con không lưới giùm em nha. Mẹ Hồng, chị Lai vội vội bãi quan tay ống rộng vùng rộng đi. Chờ em mới cái đơn của em, quả không được đâu em. Khoan em, chị Nguyễn Hoàng dồn đơn. Đang Nguyễn Hoàng đây hết. Có đơn rồi đó. Nó bệnh như trăm triệu. Mẹ Hồng quả không được phải không? Mẹ quải phải không? Đơn mẹ Hồng á. Ừ, quả không được không? Ừ. Chưa không? Lá lá chè. Nguyễn Hoàng dồn về. Có bệnh như chiêu quá. Nguyễn Hoàng ơi, là Nguyễn Hoàng ơi. Nguyễn Hồng. À Nguyễn Hồng hả? Ở kia bơ 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 2 3 bơ bơ bơ. Chị tự bất nhiên một đòi chị còn không được. Nguyễn Hồng đâu rồi? Để là hóa không em. Rồi bảo cho năm thằng có gì tự nha. Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng ư? Chia sẻ like lên nha cha. Rồi bây giờ là rồi lên thông lưới này. Trang đang mặc là bộ trang đang mặc 270 nha. Bộ trang đang mặc 270 thông lưới hoa ban đầu. Đẹp lắm luôn. Quần ống bát cho em nha. Rồi chị nào lấy thông lưới giúp em thông lưới 270 ngàn. Cái này là đồ này là hoa băng nâu. Mấy chị comment giùm em là hoa băng nâu kèm số điện thoại. Hoa băng nâu kèm số điện thoại giùm em còn ít lắm. Thông lưới dài trang còn rất là ít luôn. Rồi ai lấy hoa băng nâu chốt lại đi rồi. 270 ngàn thông lưới nha. Phải, chị nhanh quá chị. Mặc đâu, mặc tới đâu dạ tới đó giùm em thông lưới. Có phải không? Ờ, bây giờ em. Hoa băng nâu kèm số điện thoại giùm em. Thông lưới băng nâu cho Lâm Ngọc nè. Ok chị Lâm Ngọc. 270 270 này Lâm ơi. Mặc tới đâu dạng tới đó giùm em Trang. Em Trang đang may lại thun lưới này 1000 bộ luôn. Nha mà nói dương tốt kèm số điện thoại. Dương tốt. Dương tốt này. Kèm số điện thoại. Trời thun lưới nhà Trang mặc sướng quá mấy chị ơi, đỉnh lắm. Dương tốt. Thun lưới giùm em nhá. Con này mặc đẹp lắm. 65kg đổ lại mặc vừa. 65kg đổ lại mặc vừa giùm em nha. Thun lưới hoa văn nâu dùng đơn là chị Mai Phương. 270 giùm em, phong quần ống bát giùm em. Dương tốt nè. Chị thấy quần em đứng sang chị thấy không? Để quay thấy không nè. Để không. Dương tốt. 48 tới 65kg đổ lại mặc vừa cho em Trang nha. Phong tay lỗ giùm em. Phong tay lỗ mặc cân lắm á chị. 270 ngàn giùm em Trang nha. 270. Xếp vết còn không em? Tách thun lưới hả? Còn chị ở đợi em xíu. Rồi ai lấy chốt giùm em, chờ cái form này mặc chân dài lắm á chị. Form này mặc chân cứng. Vé xanh lấy 30 á mẹ. 30 rồi hông? Đâu rồi? À này BBR, Burberry đưa giùm em với. Đó, là xong đó. Đó xong phải mua không? Còn màu khác á chị, cứ lên đi. Rồi xong em còn mấy bộ thôi. Còn á ra mấy. Bộ sẽ. Đứng lại cái gì hả? Không, 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 rồi xong em còn 4 set thôi nha mấy chị ơi. Sọc Burberry đen đen đỏ em còn 4 set Trang phải mặc nha. Sọc đỏ còn 4. Chị nào lấy sọc đỏ chút chị men sọc đỏ. Sọc đỏ còn 4. Có qua chị ở bên cổ đổ đúng không? Rồi em xíu bên cổ đổ rồi Trang xíu. 30 bộ. Vân Liên này. Sọc đen đỏ thấy chưa em nói rồi. Trữ hàng không đủ bán tết luôn á. Trữ bao nhiêu trời ơi cái gì. Bán mà không thấy tiền đâu mà toàn nhập tiền hàng em chóng mặt luôn. Một ngày em chuyển cho xưởng là mấy trăm triệu tiền hàng. Nó đều không có lọc mà bán đứng đây bán hàng cho chị luôn. Cứ 2-3 ngày hay. Nói chung là cứ ngày này là chuyển cho xưởng này, ngày mai là chuyển cho xưởng khác, ngày kia tại vì em bay tới 4-5 xưởng lận. Một tuần lại em phải gần các tỷ hàng tiền bạc tiền hàng. Mà không có tiền đâu hết trơn mấy chị. Tại vì trữ hàng Tết cho mấy chị. Mẹ bây giờ cái này có màu à. Cứ xoay vòng vậy á. Chị Mai Phương kìa. 4 bộ thôi, sọc là 4 bộ. Vậy thì Mai Phương. Minh Đăng Nguyễn. Rồi, sọc đỏ 4. Cắm hộp này có đơn hay bé 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 lưỡi còn không? Đơn nè. Lưỡi con thái bầu à. Đưa em la vết lưới, em la vết vết lưới xong rồi em lên hoa, em lên quan cổ đổ. Hoa băng nâu cho chị Lý Hậu. BBR đủ màu cho chị
lưới hả? Lưới con xuống đây này mà béo đỏ. Rồi đưa em lên vét lưới đi. Thôi con trắng. Thôi con trắng cái gì không đâu hết rồi. Đỏ còn mấy bộ. Đây là con lấy lấy. Rồi em lên vét lưới giùm em luôn. Trắng còn nhiêu đây á chị nhỏ? Cái này có màu à. Ủng ơi còn có màu à. Trắng còn như đó hả? Ừ. Còn không? Lấy hai set lên bây giờ cho Ủng nha. Rồi em lên vét lưới nha. 280 ngàn. Kệ lên. Heo hai, hai cái heo á. À chị đâu ngay ha. Bạch thì cũng xin thua. Rồi em lên vét lưới nha. Hoa băng trắng. Chị nào nhanh tay mới có hàng nha. Cầm tay thì hết hàng. Lô này em đang may lại mang hồ luôn. Học đã hết rồi kiểu đẹp ơi. Rồi form này em nói luôn 65, 66, 67 ký đổ lại mặt vừa cho em luôn ha. Form từ 50 ký trở lên. Form từ 50 ký trở lên cho em. Rồi đến số lượng giùm em. Vé còn mặt vừa lai hả? Ờ chắc nói luôn nha. Vét này là từ 50 ký trở lên cho em. 65, 66, 67 ký đổ lại mặt vừa cho em ra nha. 65, 1m6 cho em luôn. Không cũng không sao đâu. Tại vì cái này form bự lắm. Cũng không sao đâu. Rồi lên giùm em vét hoa băng trắng. Cái này em có còn cùng đồ bên trong ha. Có kèm cùng đồ bên trong. Còn mấy set thì nhỏ hơn 280. Lâm Ngọc vét lưới hoa băng của chị Lâm Ngọc. Chị Lâm Ngọc bộ nè 280 giùm em. Lâm Ngọc về kiếm ơi. Rồi cái này 66, 67 gì cũng 280 nha. 66, 67 gì cũng vừa hết cho em nha mấy chị nha. 5 vét cho trong. Rồi 5 vét thì chị cho màu trắng nè. Trong 5 vét á. Form này em đang may lại vải măng gồ Nguyễn Thị Mai Phương. Nguyễn Thị Mai Phương rồi hết luôn rồi đó. 28, cái nào cho Uyển Heo rồi. Uyển Heo này. Rồi hết. Uyển Heo. Rồi trang quan màu beo luôn. Em kia đi nhé. Đưa Uyển Heo đấy. Đó đó đó. Vâng liên luôn. Trang đang may lại form này nha nhưng mà trang may phải lụa. Lụa với mang gồ. Hạt xếp và hạt xếp á. Lụa với mang gồ. Uyển Heo, Uyển Heo đi. Rồi qua mẫu luôn. Bên beo nha. Beo đỏ với màu xanh của ban. Chú Mai Phương với là trời ơi thông lưới nhà em bao đỉnh không? Lắm á chị. Chưa có. Có kèm mà này em đang may là số lượng lớn với lụa. Form này bự nha mấy chị nhá, tầm 50 ký trở lên mặc được. Rồi trang đang mặc là beo. Beo đỏ với là beo xanh coban, hai màu beo. Rồi beo giùm em nha. Trang đang mặc là beo đỏ. Beo xanh coban. Trời ơi cái beo này nhũ kim tuyến đẹp lắm mấy chị. Bên ngoài nó nhũ kim tuyến cực kỳ đẹp luôn. Rồi hai màu cho em nha. Thông lưới, form này bự. Chị nào mà 67 ký mặt cũng mái thoải luôn nha. Nè em cho mấy chị coi nè. Nè nó giãn, trời ơi là nó giãn. Mà đặc biệt mặt mát lắm mấy chị. Vét thung lưới nhà Trang là mấy chị biết rồi. Xanh cho Nguyễn Heo, hai màu luôn á chị. Thung này là nhà Trang mấy chị sẽ biết nha. Nguyễn Heo xanh kìa. Rồi chị Nguyễn Heo xanh. 280 một cái. Có set sơ mi cùng bộ. Cái đỏ cái xanh hai bộ cho Nguyễn Thị Mai Phương. Nguyễn Thị Mai Phương hai bộ. 280 một bộ nha chị nha. 280 ngàn giùm em nhé. Có kèm quần đùi bên trong cho em á chị mặc rất là khỏe. Đỏ 66 ký có đơn kìa. 66 ký mặc bao mấy khỏe cho em. Dạ ok ok xin đi nha. Em nói thật, form này là mấy chị đỉnh lắm. Mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ thích. Em xanh chị nhiên bị kèm số thoại. Em khuyên chân thành luôn. Nhận hàng bao đẹp. Em xanh còn beo đỏ nha. Xanh còn bộ nè. Thôi, xanh còn bộ nè. Còn beo đỏ thôi. Rồi hết xanh luôn, còn đỏ cho em. Còn đỏ thôi nha, còn một bộ đỏ nha. Đỏ đẹp mà mấy chị, đỏ đẹp quá trời luôn. Rồi hết xanh nha, em còn mấy bộ đỏ. Mấy bộ đỏ vậy? Rồi hết vét luôn hả? Thông cảm giùm em, vét này Trang đang may lại luôn. May lại vải lụa. Lụa với là cái gì ta? Mango. Rồi qua màu nha, đẹp quá mấy chị ha. Chị ơi lấy đỏ nha, hết xanh.
đẹp quá, cái nói thật luôn, quá đỉnh luôn. Rồi lên mẫu cổ đổ hay là mấy chị muốn lên trang tele dài kiểu lên đó, mai hoa đồ đó, lên qua tele dài hay là sách đùi, hay là sách đùi cũng sang lắm á, sách đùi cũng sang lắm. Trang mới may sách đùi mấy lô sang, lấy sách đùi, sách đùi trước đi, lấy sách đùi trước đi, sách đùi mới về trước đi. Cái đó là cái là lụa, lụa mà lụa mịn luôn á chị, lụa mịn cực kỳ mịn luôn. Đây em mặc cho mấy chị qua. Lấy cái dây thắt lưng giùm em luôn nha, rồi em lên cho anh có đổ xong. Ui, đau bụng quá. Em màu sang hoa băng sang trước đi. Này không hoa băng sang á. Trời ơi, mấy giờ bà đi vô bà lấy hai bộ đi ra. Đổi trang xíu nha mấy chị. Lên cho trang sách đùi lụa cao cấp của bé đó là bả chủ đi ngay rồi đó. 63 kg đổ lại mặt vườn, 63 kg đổ lại mặt vườn cho trang nha. Bây giờ em có túi y đâu đẹp chưa, trời ơi cái vải lụa này nó sang rồi, cái quần em may giống như là váy luôn mấy chị, đẹp chưa này. Rồi 63 kg đổ lại mặt vườn để em lấy cái túi luôn. Hoa văn sang giùm em nhé, 230. Đùi lụa 230 giùm em. Đó là có 2 cái đổ lại. 62 63 cái cũng được giùm em luôn nè. Ở sau là dài. Mỗi màu 2 cho Châu. Ở sau là dài. Mỗi màu 2 cho Châu. Ở trước là ngắn, chợ đẹp chưa nè mấy chị. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Sai uốn heo kìa. Rồi sang cho uốn heo. Đẹp lắm. Cái vải này bóng 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 đẹp cực kỳ luôn. Uốn heo sang, vân liên sang luôn. 230. Mấy chị mua uốn heo. Dạ, hàng nhà em độc quyền, em đảm bảo cho mấy chị luôn. Nhà Trang không bao giờ đụng hàng bất cứ bất nhà nào hết. Nè, nhà mình heo Vân Liên này. Đẹp lắm. Mua lé hết tủ này thím ơi. Mua lé hết tủ mua nhiều quá. Đẹp không hả chị? Mua lé đẹp, mua lé. Quá. Châu của con hai chưa? Trời ơi, cái lô này là toàn hoàn thiết đẹp không? Mấy chị nó xa. Nhớ là cái này cũng không này. Nè, mấy chị quay này, ở sau chân may dài này đó. Ở trước chân may ngắn. Mấy chị không cần may dây thắt lưng cũng được ha, mình mặc thôi, áo chữ A cũng đẹp lắm. Rồi ai lấy hoa băng đen, đầm hoa băng đen kèm quần còn không Trang? Dạ còn chị, là như vậy đúng không? Như vậy mà hoa đen đúng không? Có rồi Trang xíu nha. Rồi, Trang đưa bảng màu cho mấy chị chọn luôn, Trang mặc một màu thôi. Rồi, màu xanh coban này. Màu như Trang đang mặc, mẫu như Trang đang mặc mà có xanh coban, 230 ngàn. Bây giờ em tất cả màu đi. Xanh coban. Cho cái mút cám đấy không ơi. Xanh coban đẹp chưa? Đứng cái đỏ đi. Em ngồi xíu nha mấy chị ơi, đau lưng quá. Màu như Trang đang mặc có xanh coban. Uốn heo, uốn heo xanh coban. Đẹp chưa này? Trời ơi. Đúng màu. Cái lô này Trang may toàn hòa tiết đẹp không à. Mà vải đặt mới có nha mấy chị nha. Vải đảm bảo là đặt mới có chứ còn không có trên thị trường đâu. Rồi ai lấy chốt giùm em màu xanh, chốt xanh giùm em 230 ngàn. Rồi đưa xanh lên đi, đưa màu ra cho em. Xanh cô ban 5 nha Ni, Nguyễn Châu là 5. Thiếp, xanh cô ban là 5 mới thiếp, nãy có 2 rồi. Xanh cô ban đẹp quá mấy chị. Đẹp quá. Châu. Đó chưa, có 5 chưa. Rồi đỏ cam, trời ơi, cái bộ này em lấy mặt, em mặc. Em để dành đi cho em. Em bỏ cô ba đi.
Em sẽ lấy bộ này em sẽ chụp hình cái phòng nhà Trang mới Trang chiếm đây hôm qua. Trang sẽ mặc chụp bộ này rồi hả? Xanh như Nguyễn Thị Mai Phương này. Nguyễn Thị Mai Phương xanh. Đinh lực luôn. Rồi đỏ cho em. Bộ đinh lực đỏ cam. Đi chơi Noel. Trời ơi đẹp luôn. Nè. Đỏ cam dùm Trang nha. 230. Đẹp quá mấy chị. Đinh lực. Ủa? Ngày nào có mẫu mới. Mẹ. Những cái bộ mà đấy con kia đinh lực mày có bộ đâu rồi? Đẹp ha mấy chị. Rồi, lên dùm Trang đỏ cam nha. Đỏ cam. Đỏ cam với chị Thu Lê Vân Liên. Thu Lê. Thu Lê Vân Liên. Trời ơi đỏ mặt đẹp hết sảy luôn á. Đỏ mặt đẹp hết sảy luôn. Thu Lê Vân Liên đỏ nha. Cứ hai bộ đỏ đi em hoa băng đen đi. Đây đây. Thu Lê nè. Rồi như Thu Lê Vân Liên bộ mình theo. Rồi đỏ cam em có hoa băng đen luôn. Ờ lấy đủ màu đi thiệt luôn á. Màu thì còn sáng không à. Đảm bảo thị trường không có ai có hết. Thì đúng ai có đâu. Nè. Hoa băng đen nè, Trang đang mặc là màu sang. Cái này là hoa băng đen nha. Thấy chưa, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Thề luôn á, màu nào cũng đẹp hết trơn á chị. Nè, rồi hoa băng sang giùm em nha. Mẹ, mẹ, cái đó ủa theo đâu. À lộn, hoa băng đen. Hoa băng đen. Rồi xanh của bán, vậy nên nhỏ thôi, màu đỏ. Bây giờ đưa cho nước giùm em đi. Hoa băng sang. Này, lấy đủ màu cho chị đi. Lấy đủ màu đi nè. Đây, đưa cho màu đen. Em mời cho bộ hoa băng đen, em ơi. Hoa băng đen cho Trang. Ngoài chợ bán đầy 80 ngàn ừ. Cái hay gì á. Nó kêu nè ơi, rỉ tè, rỉ chim mà ngoài chim ăn nhắc chứ ngoài chục đó có chim đó. Đây đây đây, đưa cho em em. Bơ sắt, bơ sắt. Chứ không chứ, kiểu này đề máy đề, đề xỉu tuổi chục đó, nó bò bố lớn hãy chứ đang bận lắm. Khôn, khôn. Rồi, rồi, không, quét được bớt xỉu được còn ngoài chục đó, sắp quét được. Đưa cho em hoa bơ sắt đi. Rồi, biến rồi. Làm hoa băng đen phải con đó Trang. À, làm hoa băng đen phải con ha, còn rồi Trang ăn luôn. Hả? Bờ sát đâu? Rồi. Không, trời ơi, chị Hồng ơi là chị Hồng. Thiếu hai cái bờ sát nữa. Hai cái bờ sát đẹp nè. Rồi màu với Trang đang mặc có hai màu bờ sát. Đợi xíu Trang lên đầm von cho, đầm von đẹp cực kỳ luôn. 65 số 6 số 7 ký mặc vừa luôn. Bye bye, bụng ghế. Hoa băng đen đỏ cao và trắng hả? Rồi 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 chốt rồi, đang mặc Trang Nguyễn kìa, đang mặc Trang Nguyễn vô hết rồi đó. Bờ sát. Bờ sát, trời ơi, nó đẹp. Trời ơi là nó đẹp, trời ơi là nó đẹp. Mấy chị thấy công nhận không? Cái màu này Trang May toàn hàng tiết đẹp không mà vải ra là cực kỳ đẹp luôn á. Mấy chị nhận hàng đi, này, em bao vải cho mấy chị luôn. Hàng nhà Trang là chuẩn shop số 1 luôn á. Đưa đây em. Rồi đen với màu đồng. Trời ơi, hai cái bờ sát này nó sang quá. Đem với màu đồng nha. Thu Lê lấy hoa băng đen xả sang hả? Mẹ Thu Lê lấy hoa băng đen xả sang kìa. Thu Lê nè, ủa? Ủa sao có sợi dây nè mấy chị ơi. Có sợi dây gì? Đây. Cứ kèm theo đi. Vừa sát đủ màu với màu 2 nè. Rồi đẹp chưa nè. Trời ơi là trời. Đây đây đây, uống lĩnh heo. Là này có rồi, vô lấy thêm 2 thôi. Kêu khách nào hay kêu gì đứa nào gì hả? Uống lĩnh heo nè. Kêu khách nào hay kêu đứa nào. Đấy. Rồi lên cho em đen. Đen với màu đồng giùm em nha. Đen với màu đồng. Rồi ai màu lấy bơ sát đen với màu vàng đồng giùm em hai màu. Thanh Tê lấy màu nào vậy? Thanh Tê cỏ nó. Bơ sát đẹp nè. Trời ơi, bơ sát và đi thêm cái túi bơ sát nữa. Đem mẫu mới nữa. Đẹp quá. Màu nào Thanh Tê ơi? Ai lấy bơ sát cho giùm em nha, rồi chuẩn bị lên đầm voan luôn. Lên đầm voan trước hay lên cổ đổ trước mấy chị? Lên đầm voan trước đi ha. Lên đầm voan. Đầm voan đen hoa vàng còn hả chị? Nhỏ biết không? Đầm mà voan mà hoa băng đen á gì nhỏ. Hoa băng đen với là hoa băng đỏ đó. Đầm từng từng của con bay mày á. Lấy xếp đầm cho chị Thu Lê nè. Thu Lê nè, Thu Lê, Thu Lê. Lên voan đầm đó mấy chị, cho mấy chị dễ mặc bữa nay mấy chị. Ở bên đây mà. Đem đây cho Thanh Tê này, bữa nay đầm tê đi. Đầm kho, lên đầm á mấy chị, cho mấy chị dễ mặc. Ai mà có bụng mặc đầm nhà Trang không thấy bụng đâu. Thật luôn á, mặc đầm nhà Trang không thấy bụng. Là lấy xả sang lấy hoa băng đen. Xuống lắm. Lên đầm voan nha mấy chị, lên đầm voan trước nha. Hoa băng đen với hoa băng đỏ lôi luôn cái lô ra đây thủy này, đang vào những tích thủy. Lôi cái lô ra đây trước. Đẹp quá, em sẽ lấy set mặc thôi là hết lô. Này là hết.
Bộ cam cho Loan Kim này, Loan Kim dùng cam nè. Loan Kim dùng cam. Loan Kim dùng cam. Mấy chị chia sẻ lên. Quay bên đất. Loan Kim có màu cam chưa? Tiếp quay bao nhiêu đó, Loan Kim có cam chưa? Loan Kim hả? Kèm quần đùi bên trong giùm em luôn nha, 220.000 cái đầm. Sao đang mặc là hoa băng đen với là hoa băng màu đỏ hai màu. Đưa cho em đi. Nè, trang bay hai tầng, đây có cái bèo này, đi đây tầng là hai tầng này, đỏ đẹp lắm. Đầm này form cực kỳ đẹp. Hoa băng đen dùng trang với là hoa băng màu đỏ hai màu. À, 65 kg đổ lại mặt vườn nha, 65 kg đổ lại. Số 6 gì cũng được luôn á nha. Rồi chị nào mà bự bự con hay là mập gì thấy bụng, mình mặc không thấy bụng luôn nha. Đẹp lắm, tại vì có cái quần bên trong này mới đi mặc là nó ôm cái bụng lại rồi nha. Đẹp lắm luôn, con này đẹp lắm. Rồi đưa cho em màu với. Màu đen với màu đỏ. Có hai màu, đen với băng liên. Băng liên này 220.000 cái mới chị, đẹp lắm. Màu đen với màu đỏ dùm Trang nha. Có quần ống bát mà Trang không có thời gian cho ngoài luôn. Rồi đầm nè, đẹp chưa? Có đầm cổ vuông luôn, cái gì cũng có hết nè. Này chân may hai tầng đẹp chưa này, đó ở bèo 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 ở dưới, ở trên ở dưới này, đó đẹp lắm. 220.000 cái nha mấy chị yêu nha. 220. Nguyễn Thị Mai Phương. Nguyễn Thị Mai Phương đầm hoa băng đen, trời cái đầm này mang sướng lắm á chị. Em bán không biết bao nhiêu lô luôn ấy. Đó mấy chị cứ mua đi mà mặc sướng lắm. Hai màu cho Trang nha. Màu đen mới là màu đỏ. Nguyễn Thị Mai Phương. Sống này bên quanh cổ đổ nha chị. À rồi, lên quanh cổ đổ xíu cho bà này, thấy bà này happy đây nè. À. Cái bà chọn hết lên cho đủ đơn. Tối gửi bill nha Châu nha. Tối gửi bill nha Châu. Tối có like không em? Trời ơi, like gì nổi chị. Đây rồi, đây rồi. Tối hôm qua đơn chưa xong. Đầm đỏ cho Vân Liên luôn. Đầm đỏ đỏ với cho Vân Liên hai màu. Bây giờ còn một đống đơn này nữa nè. Không thể nào like nổi. Sỉ chưa xong. Đầm đen cho bé chín đâu rồi, bé chín đâu rồi. Đấy đi không? Mặt tết sướng lắm mấy chị. Bé chín đầm đen đi. Bé chín đầm đen. Nguyễn Hành có đầm đen vô này. Nguyễn Hành đầm đen này. Không like nổi đâu mấy chị ơi. Không like nổi. Tối mai hoặc tối mốt luôn á. Hàng chuẩn bị về nhiều lắm nhưng em chưa có like được. Tại vì hàng bây giờ rất là nhiều. Em trữ hàng tế cho mấy chị mà rất là nhiều. Chưa xong may là quá trời lô. Kali Trần đầm hoa băng đen. Lan Chương đầm hoa băng đen rồi. Quên cổ đổ. Bà này bà gần hết binh. Em biết Lan Nguyễn Trồ nè. Lan Nguyễn Trồ cho con hai cái đầm đen đi. Đen với đỏ mấy chị, đen với đỏ. Có 220.000 cái thôi. Đen đỏ hai màu. Sang quá trời luôn. Đen đen hả? Von nha, vải von nha mấy chị yêu ơi, vải von. Trang đang mặc là vải von nha. Chia sẻ like lên cho Trang đi mấy chị. Chia sẻ like lên cho Trang đi. Bên chỗ Đầm đang mặc. Kèm số điện thoại. Rồi lên cổ đổ này. Chia sẻ like lên nha, tại vì bây giờ cuối giờ rồi. Kèm số điện thoại em đi chị ơi. Thôi rồi con cổ đổ đâu thì nhỏ. Đó mình dày đó. Lấy cho Châu lượng luôn. Có hai cái đi. À, ba bốn cái. Rồi lên quanh cổ đổ giùm em nha. Con này nhiêu ký bên này.
rồi 62 kg đổ lại mặt đẹp bằng 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 rồi Văn cổ đổ 62 kg đổ lại mặt vừa cho em. Đẹp chưa? Rồi lên giùm em Hoan, hoa nâu vàng cổ đổ 240. Rẻ quá 240.000. Mẹ mày vô đây để cho con này, để vô đây con này. Rồi, lên cho Trang mã. Văn hoa. Cổ đổ nha, 240. Cái màu này mặc trắng da lắm nè mấy chị yêu, màu này mặc trắng da lắm luôn. Ủa, chứ đi đâu hết trơn rồi nó bỏ em. Ra chốt hàng. Trời mẹ ơi, để cô gì bị nãy nãy kêu hết. Cái gì cái gì? Không. Không, béo béo không lưới, nãy không kêu hết. Mẹ ơi. Hoa vàng cổ đổi gì chị Vân Liên? Từ từ. Mấy bộ hoa vàng đi. Vân Liên nè. Em like cái gì lấy cái đó nha, đừng có hỏi gì nữa mấy chị ơi. Bây giờ em mệt lắm. Bây giờ em hàng ấy nhiều lắm mấy chị, đâu có phải là một mẫu hai mẫu mà em nhớ dạ, nổi nè. Không nhớ nổi đâu. Không nhớ nổi. Mua được lấy được lấy đi. Trời làm mẫu lên mẫu nào chút mẫu đó chứ không nên theo cầu. Rồi lên dùm. Rồi ai lấy hoa vân vàng, hoa nâu vàng, màu nâu vàng. Đọc tên đi, hoa nâu vàng giùm em.